Của nhạc trưởng Nguyễn Bảo Thiện cùng với phần minh họa của vũ đoàn Phương Việt đã tái hiện lại hành trình 10 năm vàng son của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Và tiết mục này cũng như một lời chào mừng nồng nhiệt gửi đến quý vị đại biểu, quý ban lãnh đạo, quý vị văn nghệ sĩ, quý vị khách mời cùng toàn thể quý vị khán giả đang đến với chương trình lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng. Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình trân trọng cảm ơn sự tham dự quý báu và theo dõi quan tâm của quý vị, cũng như xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng đang được diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên các kênh Today TV và YouTV, được phát sóng song song trên ứng dụng giải trí Today Plus, kênh YouTube của Today TV và kênh TikTok eChuE. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả trên sóng truyền hình trực tiếp cũng như trên livestream để cùng chúng tôi chia sẻ những khoảnh khắc vàng son thật đáng nhớ của sự kiện đặc biệt đêm nay. Và thưa quý vị, giải thưởng Gương mặt Điện ảnh và Truyền hình hôm nay Face of the Year Awards Cúp Ngôi Sao Xanh là giải thưởng thường niên do kênh truyền hình Today TV thuộc tập đoàn IMC phối hợp cùng tạp chí Thế giới Điện ảnh tổ chức. Đây là giải thưởng có uy tín bậc nhất trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ở Việt Nam hiện nay. Giải thưởng nhằm vinh danh những nghệ sĩ và cá nhân xuất sắc, những bộ phim tiêu biểu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong nước và quốc tế. Và thưa quý vị, hiện nay thì anh Quân đang có mặt tại hàng ghế danh dự và chúng tôi nhận thấy sự tham dự của rất nhiều những gương mặt văn nghệ sĩ quen thuộc với tất cả chúng ta. Có những nghệ sĩ đã từng đoạt giải Ngôi Sao Xanh của những mùa trước và có những nghệ sĩ là đề cử giải thưởng năm nay. Và chúng tôi rất mong rằng tất cả quý vị khán giả cùng với các nghệ sĩ của chúng ta đêm nay sẽ có một đêm hội thực sự để có thật nhiều niềm vui, thật nhiều ý nghĩa và sự thăng hoa trong đêm nay đánh dấu mốc son đầy tự hào 10 năm của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Kính thưa quý vị thân mến, Độc Tôn sinh mệnh tìm kiếm để lựa chọn những gương mặt, những bộ phim trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình có nhiều đóng góp xuất sắc. Sau 9 năm luôn nỗ lực để kiến tạo và tạo nên sức ảnh hưởng cũng như độ uy tín, ngày hôm nay tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng được diễn ra với sự tham gia của hàng ngàn quý vị khán giả như thế này đã khẳng định và nâng tầm vị thế của giải thưởng cũng như là những lời tri ân sâu sắc hơn đến những cá nhân, những tập thể đã miệt mài đóng góp không ngừng nghỉ cho nền nghệ thuật nước nhà. Quý vị và các bạn thân mến, đến tham dự lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng tối hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào đón và giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía đại biểu, chúng tôi xin trân trọng chào đón và giới thiệu ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Trân trọng chào đón và giới thiệu Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam.
giới thiệu ông Trần Đức Thành, Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trân trọng chào đón và giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Trân trọng giới thiệu nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng chào đón và giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Phùng Công Dũng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng chào đón và giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Luân Kim, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Về phía ban tổ chức, xin được trân trọng giới thiệu ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức. Trân trọng chào đón và giới thiệu nhà báo Đinh Trọng Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật. Trân trọng giới thiệu ông Lâm Anthony, Giám đốc điều hành kênh Today TV, phó ban tổ chức. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng chào đón quý vị đối tác, quý nhà tài trợ, quý văn nghệ sĩ trong nước và quốc tế, các phóng viên báo đài, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cùng đông đảo quý vị khán giả đến tham dự và theo dõi chương trình đêm nay. Và một lần nữa xin được nồng nhiệt chào mừng. Và ngay bây giờ, anh Quân và Thanh Giang xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình 10 năm vàng son rực rỡ của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng hướng về màn hình. Ngôi Sao Xanh, gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay được tổ chức bởi kênh truyền hình Today TV và tạp chí Thế giới Điện ảnh, nơi vinh danh những cống hiến của nghệ thuật trong và ngoài nước. Nhìn lại chặng đường 10 năm phát triển và tôn vinh nghệ thuật. Năm 2014, mùa giải đầu tiên gây tiếng vang khi vinh danh và mở ra nhiều hạng mục tranh tài cho nghệ sĩ trong và ngoài nước. Xin chào các bạn Việt Nam. Năm 2017, Ngôi Sao Xanh khoác lên mình màu áo mới khi trở thành thành viên của Asian Television Award, là cầu nối đưa nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế. Năm 2018, Ngôi Sao Xanh trở thành giải thưởng phim đầu tiên mở ra hạng mục tranh tài cho phim chiếu mạng web drama. Năm 2019 đến 2022 cũng chính là giai đoạn vang son khi lần đầu tiên các tác phẩm và nghệ sĩ Việt được lọt vào đề cử chính thức, giành chiến thắng, biểu diễn và trao giải tại lễ trao giải Asian Television Award. Năm 2023 đánh dấu một thập niên Ngôi Sao Xanh đồng hành và phát triển cùng nghệ thuật trong và ngoài nước. Ngôi Sao Xanh đã tạo nên dấu ấn vô cùng rực rỡ. Là người đã đi với kỳ giải thưởng Ngôi Sao Xanh này từ lần thứ nhất cho đến hôm nay, với tư cách là trưởng ban cố vấn. Và qua mỗi mùa giải thì Ngôi Sao Xanh ngày càng chứng trạng hơn, có thương hiệu tốt hơn, và cái sự lan tỏa không chỉ trong nước mà một số bạn bè đồng nghiệp ở khu vực cũng đã biết đến Ngôi Sao Xanh, góp phần tạo nên một giải thưởng Ngôi Sao Xanh uy tín và được giới nghệ thuật quan tâm yêu mến. Ban cố vấn cùng hội đồng nghệ thuật và ban tổ chức chương trình đã luôn tâm huyết trong công tác tổ chức và công tâm trong việc chọn ra những tác phẩm nghệ sĩ xứng đáng để vinh danh trong từng mùa giải. 10 năm rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều thử thách, nhưng nó lại mang đến những cái niềm vui, những cái hạnh phúc, sự tự tin, vì chúng tôi đã tạo ra được một cái giải thưởng mà nó tạo cái động lực cũng như cổ vũ anh chị em nghệ sĩ để tiếp tục phấn đấu cho ra những cái sản phẩm nghệ thuật để có thể phục vụ quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cảm ơn giải thưởng Ngôi Sao Xanh tuổi lên 10. Các bạn đã có một cái con đường đi rất đẹp, và cái con đường phía trước của các bạn thì lại đang rộng mở. Sau 10 năm đồng hành với Ngôi Sao Xanh thì để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp, và cũng có rất nhiều những cái thành viên của hội đồng ban giám khảo đã không còn tham gia nữa. Mặc dù vậy nhưng mà ban giám khảo vẫn luôn luôn được củng cố, luôn luôn được hoàn chỉnh bởi những cái thành viên chất lượng nhất. Thì hy vọng Ngôi Sao Xanh nó tỏa sáng hơn, và các phim được giải thưởng năm nay cũng sẽ là một cơ hội
để được lan tỏa trong khu vực châu Á. Đã 10 năm rồi, đến hôm nay tôi cũng không ngờ là nó lại nhanh như thế. Trong 10 năm qua thì là cá nhân tôi đã dự tất cả các cái buổi duyệt và những cái buổi chấm cũng như những buổi phát giải ngôi sao xanh. Và tôi thấy rằng là thứ nhất là lộng lẫy hơn, thứ hai là hoành tráng hơn và thứ ba là được quan tâm của công chúng nhiều hơn. Đó là một điều rất là đáng mừng. Nhân dịp hành trình 10 năm của giải thưởng ngôi sao xanh, xin chúc cho giải thưởng ngôi sao xanh luôn luôn được quý vị khán giả và nghệ sĩ quan tâm và giữ vững cái vị thế, vị trí về chất lượng và uy tín của mình. Cái giải này ngày càng mở rộng, đội ngũ làm phim ngày càng trẻ và cái kỹ thuật làm phim ý, các bạn ấy ứng dụng rất hiệu quả. Ngoảnh lại 10 năm đầu đã bạc, mãi một tình yêu ngôi sao xanh. Mấy luôn nỗ lực hết sức mình bởi vì công việc đóng phim không phải là cho riêng bản thân My, mà đó là ước mơ của ba và mẹ My. Cái giải thưởng này đối với Uyên rất là ý nghĩa. Xin hãy yêu điện ảnh, yêu nghệ thuật bằng một trái tim thuần khiết. Trong hành trình 10 năm qua, hàng ngàn tác phẩm đã tham gia tại các hạng mục đề cử cho thấy sức hút của giải thưởng. Xin chúc mừng cho Ngôi Sao Xanh thì năm nay cũng là năm thứ 10 đã tròn một thập kỷ mà Ngôi Sao Xanh đã đồng hành cùng với mọi người. Hy vọng Ngôi Sao Xanh sẽ càng ngày càng phát triển nữa và sẽ còn những năm 20, 30, 50 năm. Mong rằng khán giả sẽ luôn ủng hộ anh chị em nghệ sĩ trong đề cử và tiếp tục ủng hộ Ngôi Sao Xanh nhé. Đó cũng là một động lực rất lớn để Lập có thể cố gắng hơn nữa, hoàn thiện bản thân và làm những sản phẩm nghệ thuật thật tốt để mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Nỗ lực hoạt động nghệ thuật nghiêm túc hơn nữa để có thể đem lại những sản phẩm chất lượng dành cho khán giả. Nhân dịp giải thưởng Ngôi Sao Xanh lên 10 thì xin chúc cho giải thưởng của chúng ta sẽ luôn được tất cả các bạn khán giả yêu mến cũng như là luôn nhận được sự tin yêu từ tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Vuka xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là những hạng mục đề cử sẽ có những kỷ niệm đẹp và thăng hoa trong đêm trao giải. Chúc mừng Ngôi Sao Xanh 10 năm. Đến với giải Ngôi Sao Xanh, Việt Hương thấy được sự tận tâm, chu đáo và uy tín. Để tạo nên những mùa giải Ngôi Sao Xanh thành công và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, ban tổ chức và các thành viên trong đội ngũ thực hiện chương trình đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng qua từng mùa giải. 10 năm vinh danh những tác phẩm và gương mặt ấn tượng của nghệ thuật cũng là 10 năm ghi nhận những đóng góp quý giá của những người đã tạo nên hào quang rực rỡ của Ngôi Sao Xanh. Mong rằng giải thưởng sẽ luôn được khán giả tin yêu và sự ủng hộ của người làm nghệ thuật tạo nên những giá trị tôn vinh, nâng tầm nghệ thuật. Cùng Ngôi Sao Xanh biết nên thầy là sao. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhìn lại một hành trình 10 năm đầy ý nghĩa và đầy tự hào của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Và ngay sau đây, Thanh Nhan xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lâm Chí Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức, sẽ lên phát biểu khai mạc cho giải thưởng năm nay. Xin được trân trọng kính mời ông tiến lên sân khấu. Kính thưa ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng ban tuyên giáo của văn phòng phía Nam, kính thưa ông Nguyễn Thí Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn hóa và Nghệ thuật Trung ương, kính thưa ông Đinh Trọng Tấn, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, Tổng biên tập báo Thế giới điện ảnh, kính thưa anh Trần Đức Thành, Tổng Giám đốc của đài VTC, kính thưa tất cả các quý vị khách quý. Trước hết, cho phép tôi được đại diện tập đoàn IMC, kênh truyền hình Today TV, đại diện ban tổ chức, xin gửi đến tất cả quý vị quan khách, quý vị đại biểu, anh chị em báo đài, anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là
quý vị khán giả đang xem trực tiếp trên hai kênh truyền hình Today và UTV. Một lời chào sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị, Giải Ngôi Sao Xanh được thành lập với một cái mục đích là tạo một cái sân chơi cho anh chị em nghệ sĩ, những người sau khi một năm hoạt động nghệ thuật rất là tích cực thì được tham gia vào Giải Ngôi Sao Xanh, còn cổ vũ cho anh chị em nghệ sĩ, động viên cho anh chị em nghệ sĩ để anh chị em nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đổi mới để tạo ra những cái sản phẩm, những cái tác phẩm nghệ thuật để mà cống hiến cho quý vị khán giả trên khắp cả nước. Đêm nay là đêm gala lần thứ 10. Cái chặng đường 10 năm thật là dài. Cái hành trình một cái thập niên vàng son của Giải Ngôi Sao Xanh, nhưng mà đi với rất là nhiều khó khăn và đầy thử thách. Nhưng ban tổ chức cũng như hội đồng nghệ thuật của chúng tôi rất là tự hào, rất là hạnh phúc khi thấy được là Giải thưởng Ngôi Sao Xanh của chúng tôi là một cái giải thưởng mà thật sự được rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ luôn đồng hành, được cái sự quý mến của tất cả quý vị khán giả cho chương trình, cũng như là cái sự quan tâm, ủng hộ của các giới chuyên môn và các phóng viên báo đài. Cái Giải thưởng Ngôi Sao Xanh không chỉ cổ vũ và động viên anh chị em nghệ sĩ, mà nó còn tạo cái điều kiện cho anh chị em nghệ sĩ bước ra ngoài Việt Nam để mà có thể giao lưu văn hóa, để mà có thể trao đổi, học hỏi, để mà có thể biểu diễn nghệ thuật cùng với cái giải truyền hình châu Á khi mà tổ chức IMC nó trở thành một thành viên của giải thưởng Asian Television Award. Để mà đánh dấu cái bước ngoặt 10 năm của Giải thưởng Ngôi Sao Xanh thì chúng tôi rất là vinh dự được chọn làm một đối tác để mà đồng tổ chức cái giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 28 tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giải truyền hình châu Á tổ chức tại Việt Nam. Nó sẽ là một cái cơ hội để cho tất cả bạn bè nghệ sĩ ở nước ngoài, khán giả ở trong khu vực biết đến những cái nền văn hóa của Việt Nam, những cái nét đẹp của nghệ thuật khi mà cái chương trình Asian Television Award được truyền hình trực tiếp cũng như là livestream ở trên 14 cái quốc gia trong ngày 12 và 13 đây. 10 năm có vẻ là rất là dài ha. Thật sự mọi người cứ nghĩ 10 năm là một cái thời gian rất là dài, nhưng mà đối với một cái giải thưởng thì 10 năm thật sự là chỉ là mới bắt đầu, mới là sự bắt đầu của cái giải thưởng. Chúng tôi tin là trong cái thời gian tới, với cái đội ngũ kế thừa cũng như là những cái thành viên của hội đồng nghệ thuật mới sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cải thiện, tiếp tục cải tiến, thay đổi để cho cái Giải Ngôi Sao Xanh nó tiếp tục tỏa sáng thêm vài thập niên nữa. Nhân cơ hội này, chúng tôi cũng xin được cảm ơn Cục Điện ảnh, cảm ơn Hội Điện ảnh Việt Nam, cảm ơn Sở Thể thao Văn hóa, Thể thông tin Truyền thông, và cảm ơn Hội
điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chúng tôi để mà tổ chức những cái giải ngôi sao xanh trong cái thời gian qua xảy ra rất là tốt đẹp. Tôi xin được cảm ơn ban cố vấn, cảm ơn hội đồng nghệ thuật, cảm ơn anh chị em nghệ sĩ luôn đồng hành cùng cái giải ngôi sao xanh. Và điều cuối cùng là muốn cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu mến giải thưởng ngôi sao xanh. Chúc giải sao xanh thành công. Chúc tất cả các bạn có một đêm rất là yên lành. Trân trọng, cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ thật ý nghĩa và nhiều cảm xúc của ông Lâm Chí Thiện, trưởng ban tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, và xin ông lắng lại sân khấu để chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo của hành trình đêm nay ạ. Kính thưa quý vị thân mến, giải thưởng Ngôi Sao Xanh thường niên được thành công chính là nhờ vào sự cống hiến đầy tâm huyết và trách nhiệm của ban cố vấn để tìm kiếm và lựa chọn ra những giải thưởng phù hợp và xứng đáng cho mỗi năm. Và thay cho lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc của ban tổ chức, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các thành viên trong ban cố vấn giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm từ ông Lâm Chí Thiện, trưởng ban tổ chức giải thưởng. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Trân trọng kính mời lên sân khấu Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam. Trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các thành viên trong ban cố vấn giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Trân trọng cảm ơn ông Lâm Chí Thiện, trưởng ban tổ chức chương trình, và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trở về chỗ ngồi danh dự của mình. Và xin được trân trọng kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ sẽ nắm lại sân khấu để có đôi lời chia sẻ cùng với chương trình cũng như toàn thể quý vị khán giả. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị khách quý của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa các anh chị em văn nghệ sĩ, kính thưa các quý vị công chúng của điện ảnh và truyền hình trong cả nước. Tôi lúc nãy thì trên cái đoạn phim ngắn thì tôi đã còn mấy lời. Tôi tưởng là nói trên phim là được rồi. Nhưng mà này, ban tổ chức thì muốn tôi nói vài lời nữa. Tôi cũng có một cái niềm vui là được cái ban tổ chức cái giải thưởng Ngôi Sao Xanh chọn làm trưởng cái ban cố vấn từ kỳ mùa giải đầu tiên. Và bây giờ thì đã là mùa giải thứ 10. Anh em trong ban cố vấn chúng tôi thì chỉ có nói với nhau một điều là điện ảnh hay truyền hình ấy, thì chúng ta đều hướng tới những cái điều tốt đẹp. Của văn học nghệ thuật là chân thiện mỹ, là hướng tới con người, là phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, và làm sao để tạo một cái sân chơi rất là bổ ích, rất là cần thiết, rất là hấp dẫn cho những người làm điện ảnh và truyền hình. Thì trong 10 năm qua chúng ta đã cơ bản đạt được những cái điều mong muốn đó. Tôi cái thời kỳ đầu ấy, lúc đấy tôi là phó ban tuyên giáo Trung ương, sau đó thì là làm tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi thì bây giờ là chủ tịch hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Thì tôi và các vị trong ban cố vấn vẫn luôn mong rằng ấy là cái giải thưởng Ngôi Sao Xanh do cái Thế giới điện ảnh và Today TV tổ chức thì ngày càng thu hút được cái sự quan tâm của mọi người, tạo một cái sân chơi ghi nhận những cái nỗ lực, những cái thành quả
của các kỳ nghệ sĩ làm điện ảnh và truyền hình, và làm một cầu nối gắn kết với công chúng của điện ảnh truyền hình. Và chúng ta làm cho cái giải này ngày càng danh giá hơn, ngày càng thiết thực hơn và nó sáng chói hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ và xin kính mời ông nán lại sân khấu. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được một lần nữa trân trọng kính mời ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, và xin được kính mời Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam trở lại sân khấu để cùng ông Nguyễn Thế Kỷ trao tặng hoa và cúp cho Hội đồng Nghệ thuật giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Kính thưa quý vị, và những thành viên trong Hội đồng Nghệ thuật là những người đã dốc hết tâm huyết và cầm cân nảy mực để chọn ra những cá nhân, những tập thể xứng đáng nhất cho mùa giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Và xin được chào đón các thành viên Hội đồng Nghệ thuật cùng tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời nhà báo Đinh Trọng Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đào Bá Sơn. Trân trọng chào đón nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Lê Hoàng. Xin được chào đón nghệ sĩ nhân dân, diễn viên Kim Xuân. Trân trọng chào đón nhà biên kịch Châu Thổ. Chúng ta cùng chào đón nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Đức Thịnh. Và xin được trân trọng chào đón nhà phê bình, nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn cùng tiến lên sân khấu để đại diện ban tổ chức sẽ có những bó hoa tri ân đến cho sự công hiến của quý vị cho mỗi mùa giải Ngôi Sao Xanh. Tiến sĩ Ngô Phương Lan và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ sẽ cùng bắt đầu trao những bông hoa và cúp cho Hội đồng Nghệ thuật. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các thành viên Hội đồng Nghệ thuật giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Và xin mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi danh dự của mình để cùng tiếp tục theo dõi chương trình đêm nay. Và xin được trân trọng kính mời ông Đinh Trọng Tuấn, Tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật sẽ nán lại sân khấu để có vài lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông Đinh Trọng Tuấn. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Kính thưa ông Lâm Chí Thiện, Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC. Kính thưa các vị đại biểu, các nghệ sĩ, quý vị khán giả. Chúng ta đang bước vào lễ trao giải thưởng Ngôi Sao Xanh, gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay lần thứ 10. Không thể kể hết những kỷ niệm, những khó khăn vất vả, những niềm vui vỡ òa trong 10 năm qua. Năm 2013, từ ý tưởng ban đầu của lãnh đạo kênh truyền hình Today TV và lãnh đạo tạp chí Thế giới Điện ảnh, giải thưởng Ngôi Sao Xanh đã ra đời. Một ban tổ chức năng động, giàu tính sáng tạo được thành lập với người thuyền trưởng đầy nhiệt huyết, Tổng Giám đốc Lâm Chí Thiện. Công việc thì mới mẻ, nhưng tinh thần cống hiến phục vụ thì vô hạn. Từng năm một, quá trình tổ chức chấm giải và lễ trao giải được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp và hoàn thiện. Một hội đồng nghệ thuật gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, tài năng, các nhà phê bình điện ảnh, các nhà báo dày dặn kinh nghiệm đã được mời cầm cân nảy mực. Qua 9 kỳ trao giải,
các ủy viên hội đồng đã làm việc hết sức mình, công tâm, khách quan để tôn vinh chính xác các nghệ sĩ xuất sắc, các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, web drama tạo nên một tiếng vang tốt đẹp trong lòng xã hội. Xin được kể tên và bày tỏ lòng biết ơn với các ủy viên hội đồng đã sát cánh cùng giải thưởng Ngôi Sao Xanh 10 năm qua. Đó là các nghệ sĩ, nhà phê bình, nhà báo điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ ưu tú Lân Bích, nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc, nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn, nghệ sĩ ưu tú Lê Hoàng, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nhà văn nhà phê bình Đoàn Minh Tuấn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà biên kịch Châu Thổ, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh và nhà báo Đinh Trọng Tuấn. Nhân dịp này, tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức, tôi gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Cố vấn, gồm có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên Trung Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, nhà phê bình điện ảnh Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Điện ảnh Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam và nghệ sĩ nhân dân Đặng Xuân Hải, nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đã gắn bó với giải thưởng Ngôi Sao Xanh ngay từ những ngày đầu và có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng. Nhưng nói cho cùng, thành công của giải thưởng Ngôi Sao Xanh chính là nhờ sự tin tưởng, tham dự nhiệt tình của các hãng phim, các nghệ sĩ điện ảnh, truyền hình trong cả nước. 10 năm với gần 500 bộ phim các thể loại, từ điện ảnh, truyền hình đến web drama được gửi đến tham dự giải, và những bộ phim hay, những diễn viên có vai diễn xuất sắc, những đạo diễn quay phim họa sĩ, nhạc sĩ tài năng đã được vinh danh. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh luôn đồng hành với các hãng phim, các nghệ sĩ là nguồn động viên, nâng đỡ, phát hiện các tài năng trẻ. Có những nghệ sĩ nhiều năm qua có nhiều đóng góp, cống hiến nhưng vì những lý do khách quan vẫn bị khuất lấp đã được Ngôi Sao Xanh phát hiện và tôn vinh. Nhiều nghệ sĩ sau khi đoạt giải đã có những bước tiến mới trong sáng tạo và hoạt động nghề nghiệp. Tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, chúng tôi chỉ có một mong muốn góp phần thúc đẩy điện ảnh và nghệ thuật nghe nhìn Việt Nam phát triển, phục vụ tốt khán giả trong nước và từng bước vươn ra quốc tế. Kính thưa quý vị đại biểu, các nghệ sĩ, quý vị khán giả, thật tuyệt vời, giờ đây đã trở thành thông lệ, cứ bước sang năm mới, cùng với mùa xuân về là những ngôi sao xanh lại bay lên và tỏa sáng rực rỡ. Nhân dịp năm mới 2024, xin kính chúc các vị đại biểu, các nghệ sĩ, quý khán giả một năm tròn vẹn niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Đinh Trọng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, và xin kính mời ông trở về chỗ ngồi danh dự của mình để theo dõi chương trình tiếp theo của chúng ta. Kính thưa quý vị thân mến, góp phần thành công cho chương trình lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023, đó còn là sự đồng hành của các đơn vị tài trợ. Và để thay cho lời tri ân, ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện các đơn vị tài trợ lên nhận những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn từ ban tổ chức. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Marketing cấp cao của tập đoàn Kido. Xin được trân trọng kính mời Chef Sugar Lee, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sugar Cuisine. Xin kính mời ông Đinh Chiến, CEO kênh truyền thông giải trí Mel Entertainment. Xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Ngọc Tâm, đại diện Molly Star, trang tin kết nối sao đến gần hơn với fan. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Lâm Anthony, giám đốc điều hành kênh Today TV, đại diện ban tổ chức lên sân khấu tặng hoa tri ân cho các đơn vị tài trợ đồng hành cùng giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Và cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của Dallas Garden Flower cũng sẽ tiến lên sân khấu để chúng tôi thay lời cảm ơn gửi đến cho đơn vị này. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của Dallas Garden Flower đưa lên sân khấu để chúng tôi được gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc từ ban tổ chức chương trình. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các đơn vị đã tài trợ và đồng hành cùng ban tổ chức, góp phần làm nên thành công của giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Trân trọng cảm ơn quý vị và xin được cảm ơn ông Lâm Anthony. Và xin được trân trọng kính mời quý vị sẽ trở về vị trí ngồi danh dự của mình để tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Kính thưa quý vị thân mến, và trước khi chúng ta đến với phần đề cử cũng như vinh danh các hạng mục giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm 2023, thì xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn bởi một nghệ sĩ đã được nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị khán giả trong nhiều năm qua. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Sáng của một ngôi sao là ở nơi đâu vẫn luôn tự hào. Thế giới đổi thay từng ngày, nhiều khi chớp mắt đã không thấy những gì từng bên ta. Trời bời đến khi gục ngã, chạm vào đâu, tôi đã chạm vào đâu. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đường đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lùi tàn vì cơn mưa. Nên càng lắm trong ngày lại càng muốn bước hoài. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Nhưng chính tôi biết tôi đang muốn gì, chỉ tôi biết tôi phải làm gì. Quy tắc tỏa sáng của một ngôi sao là ở nơi đâu vẫn luôn tự hào. Thế giới đổi thay từng ngày, nhiều khi chớp mắt đã không thấy những gì từng bên ta. Trời vời đến khi gục ngã, chạm vào đâu, tôi đã chạm vào đâu. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đường đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lùi tàn vì cơn mưa. Nên càng lắm trong gai lại càng muốn bước hoài. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Bước một mình và dù bước hoài, bước dù chậm nhưng chẳng đứng lại. Đi trên đôi chân lên nơi xa xôi, đi sâu bên trong nơi thăm tấm tôi. Yeah, vui trong gió như bộ tô đèn đèn. Sao sân khấu sao không có ai bên, cho ta hơi ấm một chút không tên. Nhưng khi trong mắt còn có ai bên. Yeah. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đường đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lùi tàn vì cơn mưa. Đêm càng lắm trong gai lại càng muốn bước ngoài. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi.
Nếu hôm qua ta sai thì sao, liệu còn cơ hội đi cùng nhau? Ta từng đam mê phố xá underground, hứa thật nhiều thứ anh em cùng trải, nhưng giờ sao? Ta từng coi nhau là người thân, sống không được bóng phét vì mày luôn phải giữ nét thì nhìn trời cao. Lòng trung thành trong cuộc sống là thứ khó kiếm, kẻ đi tìm sẽ thấy nó hiếm. Mình chỉ hiểu được người ta khi tiền bạc không còn dư, khi yên bình lại có yên. Rồi xuống, cầm lên, rồi buông. Vừa buông, lại muốn, đủ uống, lại tuôn. Có những thứ đã qua anh không cần nhắc lại. Lần sau nếu có gặp thì tìm bắt tay. Có những sao mong đợi một thời hăng hái. Ngày xưa ăn xài. Rồi mới đôi mươi tôi đã dầm chân ra đời. Tình nghĩa kéo sang ngang dọc ngược xuôi. Có khi tôi nhận ra là những câu chuyện ngày qua. Thời thế đổi thay đời ai nào hãy nhanh như vậy. Một nén hương dâng anh em nguyện luôn chung tình. Nguyện luôn thề mãi bên nhau dẫu vạ dù lần thương đau. Sẽ không bao giờ thay lòng, cũng không bao giờ nói không. Dù nguy dù nan anh em chẳng hề một lòng than van. Đường dài tôi bước một mình trong cơn mưa. Tôi vẫn cứ là tôi ngày nay năm xưa. Bao dòng bùa vây một ngàn, lắm khi chuyện tình trái ngang. Dù đời vô thế có chết cũng chẳng phản bội ước đây. Một lời khi thốt nên rồi như dòng biển bay vẫn cứ lượn bay nơi muôn vàn trời mây. Mãi luôn nằm trong tim mình, trắng đen đầy ngày xét mình. Chẳng cần phải nói sống sao cho tròn đen nghĩa tình. Quen thành lạ, từng là tất cả rồi lại không có ai thân. Hay là lạ thành quen, bạn anh em xa để ta buồn lắng chuyện gần. Nó được coi là cái giá phải trả để một lần lên đỉnh của vinh quang. Rồi cuối cùng ta lại ngã nhục nhã trước tất cả những ánh mắt của người coi là anh em. Về nhà khi mà thân tàn, có những lúc đánh mất mình lấy danh dự đổi cơm vàng. Cảm giác tệ hơn thất tình, anh cảm thấy thật vô định. Khi nhìn vào những bức hình mất tiền thì không đáng, nhưng anh sợ nhất là mình đánh mất thời gian. Khi ta tin theo người không tin mình, bao nhiêu lần ai vô tình. Xa lạ thành quen xong thành ra vô hình. Ta cùng nhập những kiến sang, nhưng sau khi khó khăn lại buông tay. Yeah, ai vì mình luôn sống trọn vẹn nghĩa tình. Đường dài tôi bước một mình trong cơn mưa. Tôi vẫn cứ là tôi ngày nay năm xưa. Bao dòng bùa vây một ngàn, lắm khi chuyện tình trái ngang. Dù đời vô thế có chết cũng chẳng phản bội ước thay. Một lời khi thốt miệng rồi như dòng biển bay vẫn cứ lượn bay nơi muôn vàn trời mây. Mãi luôn nằm trong tim mình. Trắng đêm đầy ngày xác minh. Chẳng cần phải nói sống sao cho tròn bền nghĩa tình. Được không? Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã ủng hộ Black Ca và Đường Hoàng Phúc. Tất cả những người có mặt đều xứng đáng là một ngôi sao xanh của riêng mình. So we do baby. Trắng đêm đầy ngày xác minh. Chẳng cần phải nói sống sao cho tròn bền nghĩa tình. Được không? Sống vẹn nghĩa tình. Không buồn. Được không? Được, mất được, vừa cầm, tôi sẽ mất trọn vẹn, nghĩa tình, liệu được không? Black Car, Ưng Hoàng Phúc. I love you. Xin được cảm ơn ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, rapper Black Car, cascader Khánh Tâm và vũ đoàn Phương Việt đã mang tới một phần trình diễn hết sức ấn tượng trong đêm nay với ca khúc Trọn Vẹn Nghĩa Tình. Và đây cũng chính là nhạc phim của web drama Phúc Cọp do chính nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đầu tư sản xuất, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, thông qua ca khúc vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn gửi đến cho quý vị một thông điệp của những người nghệ sĩ về cái tình, cái người, cái tình và cái nghĩa của người nghệ sĩ dành cho nhau. Và có thể nói rằng đó cũng là một động lực rất là to lớn để mà trong dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì người nghệ sĩ cũng luôn cùng nhau nhìn về một hướng và cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà. Và thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rằng web drama là một thể loại phim mang tính giải trí cao được đông đảo khán giả yêu thích. Và cũng từ thể loại này thì đã có rất nhiều những gương mặt diễn viên đã được yêu mến và được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt, thưa quý vị. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng đầu tiên. Đó chính là giải
nam và nữ diễn viên phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin mời quý vị cùng đến với top 3 đề cử. Hạng mục web drama top 3 đề cử nam diễn viên được yêu thích nhất. Chẳng qua là cái nghề shipper, nó không phải là để tôi tỏa sáng. Tính ra Bường nó cũng làm được việc quá chứ. Tốt mà, có gì không đúng ý không hả? Tôi nói nghiêm túc là phải bỏ hết những thói quen xấu này đi. Top 3 đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất. Nguyên một đám mà không đánh lại một thằng mất mặt thiệt chứ. Bước ra đường chơi thông minh dùng cái. Đầu năm bầu thủ quỷ không ai làm ấy. Tạo nai lưng ra làm á, nói này nói nọ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời ông Trần Đức Thành, giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ tiến về sân khấu để công bố và trao giải cho giải thưởng này. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay thì Hồng Vân rất là hân hạnh, cũng như là lời đầu tiên thì xin được đại diện cho nhóm trao giải web drama, xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời và tất cả quý vị khán giả một lời chào thân thương nhất. Hôm nay Hồng Vân được vinh hạnh trao cái giải này cùng với anh Trần Đức Thành, là giám đốc của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, trong hạng mục nam nữ web drama được yêu thích nhất. Do đó là chắc phải nhờ giám đốc mở ra xem kết quả như thế nào. Trước hết thì tôi xin được rất là cảm thấy xúc động được ban tổ chức, được anh Lâm Chí Thiện mời đến lễ trao giải rất là danh giá ngày hôm nay, và lại được đứng cạnh nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nữa, người mà tôi rất là yêu quý. Không để các bạn đợi lâu thì tôi xin mở cái phong bì thư của ban tổ chức giải thưởng ngôi sao xanh. Hồi hộp quá. Đây. Và nam trước nha. Nam diễn viên được khán giả bình chọn trong hạng mục web drama được yêu thích nhất, đó chính là nam diễn viên Trường Gia. Khán giả bình chọn của hạng mục web drama đó là nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Xin được chúc mừng hai diễn viên và xin được mời nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm lên sân khấu để nhận giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama xuất sắc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Đây chính là giải thưởng đầu tiên trong lễ trao giải ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đang tiến lên sân khấu đó chính là nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất của hạng mục web drama, nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Một trong tên lớn để chào đón các nghệ sĩ chúng ta tiến lên sân khấu thưa quý vị. Nghệ sĩ sẽ tiến về vị trí danh dự để chúng ta nhận cúp
cho giải thưởng nam và nữ diễn viên web drama được yêu thích nhất. Xin được mời ông Trần Đức Thành và nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ trao cúp ngôi sao xanh cho hai diễn viên Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm. Và xin mời hai bạn sẽ cùng đón nhận cúp và chia sẻ những cảm xúc của mình vào giờ phút này được không ạ? Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ nhường cái sân khấu này để cho Trường Giang với Ngọc Thanh Tâm ha. Chúc mừng Trường Giang, chúc mừng Ngọc Thanh Tâm. Dạ, và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và xin mời hai nghệ sĩ sẽ có vài lời chia sẻ. Dạ, thưa quý vị. Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm, đầu tiên là cảm ơn quý vị đã ưu ái và dành thời gian xuất hiện buổi tối ngày hôm nay. Và bé đang rất là xúc động. Chúng ta sẽ nghe vài lời chia sẻ từ Ngọc Thanh Tâm. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến quý vị khách quý, các cô chú, anh chị em nghệ sĩ, cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại tại Nhà hát Hòa Bình, cũng như là đang xem qua livestream và truyền trực tiếp ạ. Em đang hồi hộp quá. Dạ, em biết là em còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà giải thưởng này là một khích lệ rất là lớn cho em để em ngày một có thể hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Em xin cảm ơn ban tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, hội đồng nghệ thuật và các quý vị khán giả luôn yêu thương em. Xin được cảm ơn ekip tuyệt vời của em, mọi người lúc nào cũng bên cạnh em, ủng hộ em hết mình. Xin được cảm ơn gia đình, bạn bè là luôn cho em những cái lời khuyên rất là chân thành khi mà em cảm thấy chơi vơi nhất. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay là những ngày đầu năm mới. Quý vị đã sắp xếp thời gian tới với chương trình của tôi ngày hôm nay. Đó là một sự ưu ái quý vị dành cho tất cả những người làm chương trình. Và cũng xin cảm ơn hội đồng nghệ thuật cũng như quý vị khán giả đã ưu ái và yêu thương, luôn dang rộng vòng tay với Giang. Và giải thưởng này đêm nay quý vị thấy đó, đây là ba anh em chung một nhà. Trường Giang là anh lớn, Huy là anh giữa và em út là Hiếu. Nên giải thưởng này thì sẽ là giải thưởng của gia đình buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Và cảm ơn Khôi Phạm, biên kịch, cảm ơn đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Đỗ Đức Thịnh và những con người đã tạo nên chủ tịch giao hàng. Cảm ơn quý vị, mong rằng bình an và hạnh phúc sẽ đến cho quý vị trong năm mới. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng nam diễn viên Trường Giang và nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã nhận được giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Kính thưa quý vị, và tiếp nối chương trình lễ trao giải, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với đề cử của giải nam và nữ diễn viên web drama xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin được mời top 3 đề cử. Hạng mục web drama top 3 đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất. Tôi muốn biết là ai, ai là người có cái ý tưởng mời cái ông Danh tới đó vậy? Bộ thanh có muốn chơi máy điện tử thẻ nữa hả? Mọi người có ăn uống gì chưa ạ? Dạ, xin giới thiệu, tôi là Bùi Văn Vương. Top 3 đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Em bỏ qua cái lần đầu tiên mình gặp gỡ nha. Tại vì á, chị mới gặp ai cũng sẽ đánh phủ đầu cho em vậy thôi. Ước mơ của anh là gì? Em là vợ của anh. Lâu lâu thấy mấy vết thẹo mà ngày xưa ông muốn đánh tao á. Thì cũng có nhớ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử cho hạng mục giải thưởng nam và nữ diễn viên phim web drama xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và để công bố và trao giải thưởng cho giải thưởng này, xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Đức Thịnh và Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc sẽ cùng tiến ra để chúng ta cùng công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Dạ, hơi khó cho Bảo Ngọc chút xíu. Dạ, dạ anh ơi, vậy không biết bây giờ là em hay anh nói trước ta? Em đẹp mà nói trước đi. Em cao nữa, hoa hậu nữa, nói hết cũng được. Dạ.
Dạ không biết đó là bé Cà Phê với bé Phú ở nhà anh khỏe không ạ? À? Khỏe em, cảm ơn em đã nhắc khéo. Em nói đi Hoa Hồng ơi. Dạ thì ngày hôm nay Bảo Ngọc cũng xin được thay mặt nghệ sĩ, đạo diễn. Dạ, xin phép em được gọi thân thương như là anh Thịnh. Anh Thịnh ơi, chắc là bé Cà Phê với Phú nhà mình khỏe thì chắc là bây giờ mình an tâm mình trao giải rồi ha. Bây giờ thì ngày hôm nay thật sự là Bảo Ngọc hết sức là vinh dự khi được đứng đây cùng với lại anh Thịnh để có thể trao giải cho hạng mục, đó chính là nam và nữ diễn viên web drama xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Anh Thịnh ơi, anh tiếp lời em đi. Xin phép không làm mất thời gian quý vị khán giả. Thịnh xin phép được mở cái phong bì kết quả đã được niêm phong ạ. Sau đây thì em xin được công bố giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Xin được vinh danh một nhân vật hết sức đặc biệt mà em đã có dịp được gặp trước đó và có một tình huống hơi ngượng ngùng một xíu, nhưng em được xin được chúc mừng anh Trường Giang, vai buồn phim Chủ tịch Giao hàng, đã giành chiến thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn hạng mục web drama. Và sau đây Đức Thịnh xin đọc giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Xin được vinh danh Ngọc Thanh Tâm. Một lần nữa xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Trường Giang cùng với nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm đã nhận được cú đúp giải thưởng cho cả nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục web drama do Hội đồng Nghệ thuật và khán giả cùng bình chọn. Thưa quý vị, xin được chúc mừng và mời hai nghệ sĩ tiến lên sân khấu một lần nữa. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta được gặp lại hai nghệ sĩ Trường Giang và Ngọc Thanh Tâm. Có thể nói rằng đây là những tình cảm yêu mến không chỉ của khán giả mà còn của giới chuyên môn. Chính các thành viên Hội đồng Nghệ thuật đã bình chọn cho hai nghệ sĩ này của chúng ta. Xin được một lần nữa chúc mừng cho hai nghệ sĩ đã nhận được cú đúp trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Nghệ sĩ sẽ tiến về vị trí danh dự trên sân khấu để nhận thêm một cúp Ngôi Sao Xanh nữa và cũng sẽ có những cảm xúc để chia sẻ đến với các quý vị khán giả. Và xin được mời đạo diễn Đức Thịnh cùng với Hoa Hậu Bảo Ngọc sẽ trao chiếc cúp danh giá này. Dạ bây giờ ai nói trước thì... Vâng ạ. Hai bạn cầm hai cái cúp nên là xúc động quá, không biết nói nên lời như thế nào. Thưa quý vị, cảm ơn một lần nữa. Thì dẫu biết rằng bây giờ em nói chân tình nha, để em mà đề cử chung với anh Thành Lộc thì em thật là xấu hổ luôn. Thực sự là em, thật ra cái giải thưởng này là sự yêu thương của mọi người dành cho em, chứ để mà đứng chung bảng và được đề cử chung với Thành Lộc mà em được giải, đó là một sự xấu hổ của Trường Giang về cái sự học hành về nghệ thuật. Thì em không biết nói gì hơn. Đây coi như là một cái nợ của em, cái nợ ân tình vì mọi người đã yêu thương và bên cạnh em. Và cái nợ ân tình này em sẽ trả cho quý vị từ đây cho đến cuối đời. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Dạ, thực sự là hiện tại bây giờ em đang không biết nói gì nữa. Em chỉ biết là cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Thực sự đây là một cái điều mà em không ngờ tới. Em chỉ biết nói là em sẽ cố gắng gấp đôi để mà sẽ cho ra đời những cái sản phẩm tốt hơn nữa, chất lượng hơn nữa gửi đến mọi người ạ.
Và một lần nữa xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Trường Giang cùng với nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm, và xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đức Thịnh cùng với Hoa hậu Liên Lục Địa năm 2022 Bảo Ngọc. Quý vị và các bạn thân mến, những nghệ sĩ tiền bối đã tạo tiền bề để lớp thế hệ hậu bối kế thừa và phát huy, mang hơi thở mới, sức sống mới, rất hiện đại, trẻ trung và đầy sáng tạo cho nghệ thuật nói chung và điện ảnh, truyền hình nói riêng. Chúng ta luôn chào đón những gương mặt triển vọng, những tài năng chịu thương với nghề, chịu khó với khổ luyện để thành công. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng Gương mặt triển vọng năm 2023 ở hạng mục truyền hình và điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn, và xin được mời top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình, top 3 đề cử Gương mặt triển vọng. Em dễ đẹp quá. Em chỉ dễ mà em đẹp nhất thôi. Vậy khi nào tôi biết chạy xe ô tô, tôi sẽ mượn xe của ông chủ về đây chở Quyền đi chơi. Thiệt không? Thiệt. Chị hai có những nỗi khổ riêng mà chị hai lại âm thầm chịu đựng, không có nói với em gì hết trơn. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử Gương mặt triển vọng. Con nước này tàu đáy đi sớm á. Đám cháy thì sao? Lần này lửa có mùi gì? Anh biết tiếng Trung không? Cũng đủ xài. Tại vì em bị yếu tiếng Trung á. Yếu tiếng Trung? Dạ, trúng tiếng yêu đó. Nha. Anh đang đứng trên đôi chân của tôi, cướp lấy ước mơ bóp nát cuộc đời tôi đó. Trở lại là em đi thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng Gương mặt triển vọng năm 2023 hạng mục truyền hình và điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu để công bố và trao giải nhà biên kịch Châu Thổ và nghệ sĩ Đoàn Minh Tài. Lời đầu tiên cho Đoàn Minh Tài cũng như là cô Châu Thổ gửi lời chào trân trọng đến quý đại biểu, quý vị khách quý, quý anh chị em nghệ sĩ, quý truyền thông và toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, đêm gala trao giải Ngôi sao xanh lần thứ 10 ạ. Ngày hôm nay thì Đoàn Minh Tài rất là vinh dự khi được đứng cùng với cô để công bố hai hạng mục vô cùng quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là Gương mặt triển vọng hạng mục phim truyền hình do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn, và Gương mặt triển vọng hạng mục phim điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, cô sẽ mở hay là Tài mở? Dạ, con mời cô ạ. Dạ. Cảm ơn. Tài đọc cái, cô đọc cái. Dạ. Mời Tài công bố trước đi. Dạ, tôi xin phép ạ. Xin được vinh danh Mỹ Ngân vai Hoàng Vân lúc nhỏ phim Tình yêu lừa dối. Giải thưởng Ngôi sao xanh điện ảnh và truyền hình. Giải thưởng Gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay cúp Ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh Phạm Huỳnh Hữu Tài. Vai Thái Phong trong phim Hạnh phúc máu đã giành chiến thắng giải Gương mặt triển vọng do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin được chúc mừng hai diễn viên Mỹ Ngân và Hữu Tài đã giành được giải thưởng Gương mặt triển vọng
hạng mục truyền hình và điện ảnh do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin mời hai bạn lên sân khấu để nhận giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Và xin được mời nhà biên kịch Châu Thổ cùng với nghệ sĩ Đoàn Minh Tài sẽ trao chiếc cúp cho giải Gương Mặt Triển Vọng ở hạng mục điện ảnh và truyền hình cho hai nghệ sĩ của chúng ta. Cô và ta sẽ được gặp nhau ở sân khấu này nữa. Dạ, và bây giờ thì xin được mời hai nghệ sĩ sẽ có vài lời chia sẻ cảm xúc ngay lúc này đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được mời hai bạn. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật cùng tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ đang có mặt ở khán phòng ngày hôm nay ạ. Dạ, đầu tiên con xin cảm ơn Hội đồng nghệ thuật đã dành cho con sự vinh hạnh này. Và con cũng xin gửi lời cảm ơn đến bác đạo diễn Phong Trần và đơn vị sản xuất phim truyền hình M&T Pictures đã tin tưởng và giao cho con vai Hoàng Vân. Và cuối cùng con cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả, gia đình và bạn bè đã luôn ở bên và ủng hộ cho con và chứng kiến con ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thật sự là rất là xúc động khi mà được nhận giải thưởng này. Đây là một giải thưởng xuất hiện ở một thời điểm rất là cần thiết trong cuộc đời của Tài. Tài là một người luôn tin vào bản thân mình. Nhưng giải thưởng này chứng minh là một người khác cũng tin vào bản thân của Tài. Và điều Tài tin là đúng. Và cảm ơn tất cả mọi người. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai nghệ sĩ Mỹ Ngân và Hữu Tài. Xin được cảm ơn hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và ngay bây giờ, trước khi chúng ta đến với những hạng mục tiếp theo được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay, anh Quân và Thanh Giang xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây phần biểu diễn đặc sắc của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Trận này là do may mắn à, thắng hay thua làm em lo lắng à. Anh đã quen với sự thành công làm thằng đàn ông không lo cay đắng à. Anh chiến đấu để nghe khúc hoang ca, có bao nhiêu của cải thì mang ra, mang tiếng xấu thì xin dự đoán là trước hay sau gì em cũng bán à. Nguyên tắc thứ nhất là phải có tài năng, nguyên tắc thứ hai kế hoạch bài bản, biệt thự bốn tay là anh có vài căn, chỉ cần anh thở là có tài sản. Tiến lên phía trước không cần nào đúng hay đợi thì nói ăn gì tao cũng, nếu thắng thì lấy thua thì tao chung, nhưng tâm lý mày đã bị thao túng. Chiến thắng là ai? Anh luôn luôn là người chiến thắng, đừng có đuổi theo kịp ai. Vì anh luôn luôn là người chiến thắng. Oh, na 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 na. Nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc thứ hai, biệt thự phải căng thật nhiều tài sản. Ê, đi làm chủ nhật đi chơi thứ hai, vì anh có tài năng kế hoạch bài bản, điều thuyền máy bay chích in hạng sang, vô biệt hiện đại thánh lừa truyền thống, ấn thân chi thuật thao túng thời gian. Vậy em nghĩ mình có thoát được không? Na 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 na, anh đây không cần may mắn nhưng anh vẫn cứ thắng. Na 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 na, yeah yeah, trong em kinh phế nhưng anh chỉ quên hết, như xe lao xuống dốc anh đây không thể ngừng tha. Người chiến thắng là ai? Na 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 na
chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Triệu Phú trong bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy với phần trình diễn của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam và phần minh họa của Vũ Đoàn Phương Việt. Nam ơi, Nam, tiết mục của mình xong rồi, không còn diễn nữa đâu em. Chắc là mời Nam tiến qua đây một chút xíu để chúng ta sẽ cùng giao lưu với quý vị khán giả. Dạ. Chắc là mình lưu về vị trí này đi ha. Dạ, và thưa quý vị, ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam đã có rất là nhiều sáng tác và Triệu Phú là một trong những sáng tác cho bộ phim Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Thì không biết là Nam có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là cảm hứng sáng tác cho cái bản nhạc này nó là như thế nào hay không? Dạ, trước tiên thì cho phép em xin gửi lời chào tất cả mọi người có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và thực sự thì em cảm thấy rất là may mắn khi mà em được rất là nhiều cái cơ hội để mà hợp tác với những anh đạo diễn rất là giỏi. Và đặc biệt đó là anh Võ Thanh Hòa. Và rất là may mắn khi mà em với anh, anh mời em viết tầm 2-3 bài rồi. Thì bài Triệu Phú cũng là một bài nhạc phim như vậy. Thì rất là không may khi mà hôm nay Rapper DT không có ở đây. Nhưng mà đây là một bài hát Triệu Phú mà Nam cùng với Rapper DT đã thực hiện cho nhạc phim. Thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Võ Thanh Hòa rất nhiều. Và thực ra thì nhạc phim Nam viết rất là nhiều. Nhưng mà những cái bài nhạc phim mà Nam viết cho anh Hòa thì lúc nào nó cũng có những cái đặc sắc riêng biệt. Và có những cái brief mà anh Hòa đưa gần như là không phải là brief luôn mọi người. Có nghĩa là anh cứ em xem phim đi, em thích gì em viết đó. Rất là cảm ơn bạn với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị thân mến, còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần trình diễn của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam với bài hát Năm Qua Đã Làm Gì, được biên đạo bởi Sinh Trần và biểu diễn bởi Bùi Công Nam cùng với Vũ Đoàn Phương Việt. Dạ, cảm ơn mọi người. Và xin mọi người cùng lắng nghe ca khúc Năm Qua Đã Làm Gì. Đây là một sáng tác của em và rất là may mắn khi bài này năm nào mọi người cũng được, mọi người cũng nghe mỗi dịp Tết ạ. Cảm ơn mọi người. Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương? Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình? Giờ là lúc nhìn lại thêm một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Anh không thất bại, chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dạo chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rồi bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? Và năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hơn, có thứ tha, hay lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần quay lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vừa trải qua. Buồn vui thế nào, có giận hờn, có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần quay lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi.
chào năm mới. Vậy là hết một năm, bao một đêm mình đã đi qua, nhìn xem thế nào, có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu. Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần quay lại một nụ cười vẫn nói trên môi, thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới, giờ tôi khép lại, thêm một năm nữa đã trôi. Xin chào năm mới, năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi? Và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quen thân tình? Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ca nhạc sĩ Bùi Công Nam đã gắn cho chúng ta một thông điệp thật sâu sắc và đầy ý nghĩa qua ca khúc Năm qua đã làm gì. Và thưa quý vị, năm 2023 đã đi qua, và cho dù thành công hay thất bại thì cũng chỉ là chuyện cũ thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón năm mới 2024 với niềm lạc quan và hy vọng vào tương lai tươi sáng. Và chúng tôi cũng tin rằng giải thưởng Ngôi Sao Xanh sẽ luôn là động lực để các văn nghệ sĩ của chúng ta tiếp tục đóng góp, cống hiến, tỏa sáng và gặt hái được thành công. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin mời quý vị cùng đến với top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình top 3 đề cử nam diễn viên được yêu thích nhất. Miễn là Út An khỏe lại, sống cùng nhà mình, em chịu hết. Điều đầu tiên khi anh trở về Việt Nam chính là anh đi tìm em. Anh sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cô ta hứng chịu nỗi đau đớn mà em đã phải gánh chịu. Top 3 đề cử nữ diễn viên được yêu thích nhất. Từ bây giờ em sẽ là đôi mắt của anh. Tất cả những lời nói trước kia đều là dối trá hả? Sao anh nói Đà Lạt là một nơi bình yên lắm à? Anh nói dối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu ông Phùng Công Dũng, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, và nghệ sĩ nhân dân Á hậu Trịnh Kim Chi sẽ công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Kim Chi được gửi lời chào thân thương đến quý vị đại biểu, quý vị khách mời và quý vị khán giả có mặt trong chương trình lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm nay ạ. Và Kim Chi cảm thấy rất là vinh dự khi được đứng cùng với ông Phùng Công Dũng, là nguyên chủ nhiệm Ủy ban Người Việt ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, để cùng công bố kết quả cho hạng mục trao giải truyền hình nam và nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin phép mọi người, xin phép ban tổ chức. Tôi nghĩ đây là giây phút hồi hộp nhất. Chúng tôi sẽ công bố hai diễn viên. Cho phép Kim Chi được công bố trước ạ. Giải thưởng gương mặt điện ảnh truyền hình hôm nay cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Vai Tâm, Phim Vạn Dặm Nhân Sinh. Giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh. Yeah, Nhật Hạ. Wow.
vai kiểu lớn trong phim Chị Em Khác Mẹ. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu hai nghệ sĩ Trương Thịnh và Di Gia Nhật Hạ cho hạng mục giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được mời hai nghệ sĩ sẽ tiến về vị trí vinh dự trên sân khấu để chúng ta nhận chiếc cúp ngôi sao xanh cho hạng mục giải thưởng này. Xin được chúc mừng hai diễn viên và xin mời hai bạn sẽ có đôi lời để chia sẻ cảm xúc với quý vị khán giả. Xin được cảm ơn ông Phùng Công Dũng và xin được cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi. Lần đầu tiên cho phép em Gia Gia Nhật Hạ xin chào quý vị đại biểu và tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các đàn anh đàn chị có mặt trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay ạ. Và xin được cảm ơn nhà sản xuất MT Picture và đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nhâm Minh Hiền đã mang lại cho Hạ cơ hội được chạm tay đến chiếc cúp này lần thứ hai. Và Sunshine ơi, Hạ biết Hạ rất cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn FC của Hạ và toàn thể FC của tất cả các anh chị em nghệ sĩ khác như chị Vi, anh Thành, tất cả các bạn khán giả đã dạy cho Hạ một bài học rất rất quý giá, đó chính là bài học của sự biết ơn ạ. Hạ rất biết ơn các bạn đã thức ngày thức đêm mang lại cái giải thưởng này cho Hạ, sự nghiệp của Hạ mà các bạn xem như là sự nghiệp và tính mạng của mình. Thật ra là Hạ không biết phải nói gì hơn, và tất cả các anh chị ở trong cái hạng mục đề cử này đều xứng đáng. Ngày hôm nay Hạ cầm cái chiếc cúp này nó không nói lên được vị trí của Hạ trong nghề hay bất kỳ một điều gì hết. Đây chỉ là một cái sự may mắn nho nhỏ mà Sunshine đã mang lại cho Hạ. Hạ cảm ơn mọi người rất rất là nhiều ạ. Xin mời Trương Thịnh. Nghe Hà nói mà xúc động quá. Đối với Thịnh thì mỗi khi Thịnh đạt được một thành quả nào trong công việc thì điều đầu tiên mà Thịnh nghĩ tới và Thịnh muốn làm nhất đó chính là cảm ơn. Tại vì chắc chắn là không một cá nhân nào mà phải cần có sự cộng hưởng các một tập thể thì mới có thể đạt được thành quả tốt nhất, mới có được sự thành công. Cho nên Phai Tâm trong bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh được khán giả đón nhận, đó là sự thành công của rất nhiều con người. Và Thịnh xin được gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, giám đốc của hãng MT Picture. Cảm ơn một người chị mà Thịnh rất quý mến, đó là chị Hai Quyền, giám đốc nghệ thuật Sông Minh. Cảm ơn đại diện Quách Khoa Nam. Cảm ơn anh chị đã tạo ra một giai tâm, làm một giai tâm để khán giả yêu quý. Và cảm ơn ba mẹ rất nhiều đã đồng hành cùng con suốt chặng đường nghệ thuật. Và Thịnh xin được gửi tặng chiếc cúp này cho FC của Thịnh. Đây là vinh dự của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Xin được một lần nữa chúc mừng nam diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh và nữ diễn viên Gia Gia Nhật Hạ đã nhận được giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin mời quý vị cùng đến với top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình top 3 đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất. Tay đã lỡ dính chạm rồi, muốn ngừng cũng không thể nào ngừng được. Những cái tôi quá lớn đang làm cho mọi thứ càng lúc càng tệ hơn. Em đã vất vả nhiều rồi, hãy cho phép anh được bên cạnh em suốt đời để chăm lo cho em, có được không? Top 3 đề cử nữ diễn viên xuất sắc nhất. Má nói tôi không phải con ruột của má. Má đâu có thèm tin tôi, thương tôi như chị Hai đâu. Lý. Dạ. Không được để cha biết chuyện này. Dạ dạ dạ, em hiểu rồi. Chuyện cổ tích có thật ở ngoài đời không mẹ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và xin được mời tiến ra sân khấu nghệ sĩ nhân dân diễn viên Kim Xuân cùng với nghệ sĩ Trương Thế Vinh sẽ công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
Thế Vinh và Kim Xuân xin gửi lời chúc đến quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, và chúng tôi xin phép được công bố giải nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ạ. Xin phép cô. Dạ. Mời cô ạ. À, cô đây. Dạ. Xin công bố là gương mặt truyền hình giải ngôi sao xanh lần thứ 10 xin được vinh danh Mã Hiểu Đông, vai Minh phim Lụa. Và ngôi sao xanh giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục truyền hình xin được vinh danh Đàm Phương Linh, vai Kiều Thư phim Chị Mẹ, Chị Em Khác Mẹ. Xin được chúc mừng hai diễn viên và xin được mời hai diễn viên Mã Hiểu Đông và Đàm Phương Linh lên sân khấu để nhận giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Thưa quý vị, và ngay lúc này thì hai nghệ sĩ Mã Hiểu Đông và Đàm Phương Linh đang tiến lên khu vực danh dự trên sân khấu để nhận chiếc cúp danh giá cho hạng mục giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin được chúc mừng hai bạn. Và ngay lúc này thì xin được mời Mã Hiểu Đông cùng với Đàm Phương Linh sẽ có những lời chia sẻ đến quý vị khán giả. Dạ, lời đầu tiên xin được cho phép em Đàm Phương Linh xin được gửi lời chào đến quý vị đại biểu, các anh chị em nghệ sĩ cũng như là quý khán giả đang có mặt tại Nhà hát Hòa Bình cũng như là đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Thật sự là ngay tại thời điểm này thì Đàm Phương Linh đang rất bất ngờ và rất xúc động khi được cầm trên tay giải thưởng đến từ Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Đây là một nguồn động lực rất to lớn và ý nghĩa đối với em để giúp cho em tự tin hơn trên con đường mình đang đi. Và cũng xin được cảm ơn đến đạo diễn Nhâm Minh Hiền, công ty MT Picture cũng như là chị Hai Huyền đã trao cơ hội mang Kiều Thư cũng như là Lệ Hà đến với Đàm Phương Linh. Và lời cảm ơn chân thành nhất phải để bé ba gửi đến các khán giả đã yêu thương không chỉ riêng bé ba Kiều Thư mà còn là bộ phim Chị Em Khác Mẹ. Và em xin được chúc cho giải thưởng Ngôi Sao Xanh sẽ ngày càng lớn mạnh cũng như là sẽ có thêm nhiều năm, 10 năm hơn nữa để có thể là một nơi luôn là nơi trao gửi tình cảm, yêu thương cũng như là nơi tin tưởng để các chị em nghệ sĩ có thể được phát huy hết mình. Xin được cảm ơn. Xin mời bà Hữu Đông. Dạ, lời đầu tiên cho Đông xin gửi lời chào cũng như là lời chúc sức khỏe đến Hội đồng nghệ thuật, quý đại biểu, ban tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, toàn thể quý cô chú các bạn anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự là hôm nay là một đêm mà Đông có thể nói là rất hạnh phúc luôn trong cái khoảng thời gian mà Đông làm nghề của mình. Thực sự hôm nay Đông rất là cảm xúc. Đông cũng không nghĩ và rất là vinh hạnh khi mà nhận được giải thưởng danh giá này. Một lần nữa Đông xin trân trọng cảm ơn đến Hội đồng nghệ thuật, các thầy, quý thầy cô, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là quý khán giả đã luôn yêu thương Đông. Xin cảm ơn anh đạo diễn Trần Đức Long. Xin cảm ơn hãng phim TFS đã giao và tin tưởng Đông trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn ekip phim Lụa. Và người cuối cùng Đông muốn cảm ơn nhất đó chính là mẹ của Đông. Con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ và hy sinh ước mơ của mình để nhường lại ước mơ cho con. Con xin cảm ơn mẹ. Dạ, Đông xin hết. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai nghệ sĩ Mã Hiểu Đông và Đàm Phương Linh. Quý vị khán giả thân mến, anh Quân rất ấn tượng với câu slogan của kênh truyền hình Today TV. Thanh Giang có nhớ không ạ? Today TV, thế giới của bạn, đúng không ạ? Đúng là như vậy, thưa quý vị, bởi vì đến với Today TV thì khán giả sẽ được khám phá cả một thế giới phim ảnh đặc sắc đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau và thỏa mãn niềm đam mê với các thần tượng của mình trong các bộ phim của Philippines, Thái Lan hay là Ấn Độ, thưa quý vị.
Và như một lời tri ân của khán giả Việt đến với các nghệ sĩ quốc tế, ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với top 3 đề cử cho hai giải thưởng, giải nam và nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất và phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được mời top 3 đề cử. Hàng mục truyền hình nước ngoài. Top 3 đề cử nam diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất. Em mơ ước một ngày tất cả chúng ta đều có quyền yêu người mà mình yêu thương, không cần biết người đó là giới tính nào. Nếu như người nào đó anh làm gì sai trái đối với em tha thứ cho anh được không thôi? Bởi vì tôi có người mẹ là vợ bé nên tôi mới dám mạnh miệng nói tương lai sau này của cô sẽ như thế nào. Top 3 đề cử nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất. Cái ngày mà mày trồi lên từ mộ, đáng ra mày có thể sống một cuộc sống thoải mái ở Trung Quốc rồi, là mày tự tìm cái chết. Nhiệm vụ của tôi, trách nhiệm của tôi là phải giết chết cho được kẻ thù của tôi, của đất nước này. Một đêm trăng tròn, và đêm này là đêm của tôi. Hạng mục truyền hình nước ngoài, top 3 đề cử phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất. Ta sẽ quay về đòi lại tất cả mọi thứ. Người trở về cùng kế hoạch táo bạo. Lạy thần Shiva, tôi sẽ thay mặt người bảo vệ trái đất này. Cho dù cô có trách mẹ là ích kỷ hay thế nào đi nữa, thì mẹ cũng nhất định phải che giấu không cho người khác biết cô người thật của con. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim truyền hình nước ngoài yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Raymond Wong, Chủ tịch giải thưởng truyền hình châu Á Asian Television Award, và xin được mời Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh lên công bố và trao giải thưởng đặc biệt này. So ladies and gentlemen, right now we would like to invite to stay Mr. Raymond Wong, Awards Director, Asian Television Awards, and Ms. Lương Thùy Linh, Miss World Vietnam 2019, on stage to announce the most favorite foreign actor and actress and the most favorite foreign TV movie voted by audience in the foreign TV nomination category, and please. Lời đầu tiên cho phép Lương Thùy Linh được thay mặt cho ông Raymond Wong gửi lời chúc tới tất cả các quý vị khán giả cũng như là các quý vị khách mời, các quý vị đại biểu cùng các anh chị em nghệ sĩ đang theo dõi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 ngày hôm nay. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Lương Thùy Linh và ông Raymond Wong xin phép được mở phong bì này và sẽ công bố kết quả cho những hạng mục đang được đề cử. So you go first? Okay, I'll go first. Cool. This one. So Mr. Raymond. And the award for best foreign television series, as voted by the fans, is Ratchata Hampanon. Sau đây thì cho phép Lương Thùy Linh xin được công bố kết quả cho hạng mục nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất. Xin được chúc mừng Bi Nam Dịp. Congratulations to the actor Ratchata and the actress Bi Nam Dịp. We still one more.
Và cuối cùng xin được chúc mừng phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất. Chúc mừng phim Mộng Hồ Điệp. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện của phim Mộng Hồ Điệp đứng lên để nhận chiếc cúp cho giải thưởng phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất. Một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng cho giải thưởng nam và nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất do khán giả bình chọn đã thuộc về nam diễn viên Rachata và nữ diễn viên Bi Nam Thip. Và bộ phim truyền hình nước ngoài được khán giả yêu thích nhất đó chính là bộ phim Mộng Hồ Điệp. So once again, we'd like to invite a representative of the most favorite foreign TV movie, Mộng Hồ Điệp. Dreams of Butterfly Dream. So please. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả quý vị là ngày hôm nay, nữ diễn viên Bi Nam Thip của chúng ta vì lý do bận rộn với lịch trình công việc nên không có mặt với đây với chúng ta để nhận giải thưởng đặc biệt này. Tuy nhiên, cô đã gửi tặng chúng ta một đoạn video clip để chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về màn hình để cùng lắng nghe những chia sẻ của cô, nữ diễn viên Bi Nam Thip. สวัสดีค่ะเวียดนามแฟนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยโหวตรางวัลให้บีกับ Most Favorite Foreign Actress นะคะในงาน Face of the Year Awards นะคะในปีนี้นะคะยังไงแล้วฝากติดตามผลงานใหม่ๆของบีในปีนี้ด้วยนะคะว่าจะมีอะไรบ้างขอบคุณมากๆค่ะเชิญตัวแทนจากละครเรื่องคุณชายขึ้นเวทีรับรางวัลด้วยนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากละครเรื่องคุณชายขึ้นเวทีรับรางวัลด้วยค่ะขอเรียนเชิญพี่แจมขึ้นเวทีด้วยนะคะอ่ะโอเคครับซินเจ้าซินเจ้าก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่โหวตให้ทุกโหวตเลยนะครับทั้งอินเตอร์แฟนด้วยทั้งแฟนชาวเวียดนามทั้งแฟนชาวไทยนะครับขอบคุณมากจริงๆกับการที่อดหลับอดนอนแล้วก็โหวตแบบเต็มที่กันมากนะครับผมดูอยู่ตลอดเลยน่ารักกันมากๆนะครับนอกจากผมจะได้รางวัลนี้แล้วผมขอมอบรางวัลนี้ให้กับแฟนๆทุกคนเหมือนกันนะครับเราเป็นเจ้าของไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมดมลมโหวตให้ผมทั้งแฟนเวียดนามและแฟนไทยและรางวัลนี้อีกครั้งนึงขอบคุณทุกท่านและรางวัลนี้ให้กับทุกคนขอบคุณทุกท่านมากมายSo once again, congratulations to the actor Rachata. Thank you. And thank you, Mr. Raymond Wong. And also thank you, Ms. Lu Thuy Linh. Thank you very much. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ chuyển giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh đến với đoàn phim Mộng Hồ Điệp sau chương trình ngày hôm nay. Và xin được một lần nữa chúc mừng cho hai diễn viên Rachata và Bi Nam Thip. Thưa quý vị thân mến, vì lý do khách quan nên là đại diện của đoàn phim Mộng Hồ Điệp không thể lên sân khấu để nhận giải thưởng cũng như là có những cảm xúc chia sẻ đến quý vị khán giả, thì chúng tôi sẽ gửi cúp đến cho đoàn làm phim này sau chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm nghệ thuật được sống mãi trong lòng người hâm mộ bởi vì chất liệu để người nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật chính là những điều hiển hiện qua lăng kính đời sống thường nhật. Đôi khi đơn giản chỉ là một trải nghiệm trong trò chơi điện tử. Vậy mà những người lao động nghệ thuật có thể sáng tạo ra được một tác phẩm nghệ thuật để truyền tải cảm xúc, xúc cảm cá nhân chạm đến trái tim khán giả. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện lấy cảm hứng từ ngôi làng Kinh Sách Trang và trải nghiệm của ca sĩ Eric vào trò chơi. Gen Z Impact, ca khúc được mang tên Yêu đương khó quá thì chạy về nhà khóc với anh. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Eric.
sao trắng sáng hơn đôi má của em. Thật đẹp đến trắng tên tung phải nở sông mây. Vậy thì cớ sao anh đây lại nỡ buông tay. Vậy thì anh không muốn phải nhìn thấy em buồn. Chuyện tình yêu nếu như không thể nắm thì buông. Tự nhiên không biết vì lẽ gì cứ thay tự tìm lòng xuống thôi. Cây không muốn lá rơi cành thì lá vẫn còn say. Yêu đương khó quá thì chạy vì khó với ai. Một người luôn yêu em nhất chắc chắn sẽ không bỏ ý kiến em phải buồn. Và các bạn đang theo dõi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng. Và thưa quý vị, chúng ta đi được một nửa chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi tin rằng từng khoảnh khắc trong buổi tối ngày hôm nay sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên đối với tất cả chúng ta, những văn nghệ sĩ, quý vị khán giả và đặc biệt là ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta đến với những phần công bố và trao giải thưởng cho những hạng mục tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất sôi động được mang tên Gen, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng với phần trình diễn của ca sĩ Eric cùng với phần minh họa của Vũ Đoàn O.
giờ sáng anh có em không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua, không hề biết em ngủ chưa hay vẫn thương hay đang ở một nơi rất xa. Có lẽ em đang vui bên người khác trong một vòng tay ấm áp, có lẽ em đang say trong ảo giác, đừng hờn ghen như bùng cháy lên. Bởi vì anh ghen 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 mà đang yêu em thôi 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 mà, là đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em, ghen 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 mà đang yêu em thôi 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 mà, là đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em. Baby, can you feel the air like a fire? I'ma kill the beat as a fighter. Top, 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 higher, higher. Rolling hard, Eric on the mic. I shut you down by one hook. Got everything you need. I need to see us again to show you who's legend. Đang vui bên người khác trong một vòng tay ấm áp. Có lẽ em đang say trong ảo giác, đừng hờn ghen như bùng cháy lên. Bởi vì anh ghen 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 mà, đang yêu em thôi 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 mà, là đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em, ghen 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 mà, đang yêu em thôi 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 mà, là đang ghen 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 mà. Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em, chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh. Làm sao để cho em hiểu được trái tim anh, không phát điên vì em mà thôi. Anh cũng yêu anh, chỉ muốn đến bên anh để xóa tan bao nhiêu buồn lo. 'Cause I just wanna make you my baby. Xin được cảm ơn nam ca sĩ Eric và Vũ Đoàn Ô đã mang tới phần trình hết sự ấn tượng trong đêm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, trong công cuộc sáng tạo nghệ thuật để ra đời một tác phẩm nghệ thuật chân chính, người sáng tạo không thể hoạt động tách biệt, độc lập, mà đó còn là sự cộng hưởng, giao hòa giữa nhiều cá thể sáng tạo khác nhau. Chúng tôi gọi rằng đó là sự đoàn kết trong lao động nghệ thuật. Và Thanh Giang cũng xin được thay mặt cho các nghệ sĩ là những người luôn xuất hiện trước khán giả cũng như là ống kính của máy quay, xin được gửi một lời cảm ơn trân trọng đến ekip sản xuất là những người thầm lặng đứng đằng sau máy quay để góp phần tạo nên những thước phim ấn tượng gửi đến quý vị khán giả. Và thưa quý vị, Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được tôn vinh những con người với những đóng góp cống hiến thầm lặng thông qua giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Sau đây sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh top 3 đề cử sáng tạo xuất sắc. Mạng nó hay mạng mình, em chọn đi. Nó chạy hướng này.
thằng hoang dâm vô độ đó cứ bị dìm xuống hồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin được trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Hoàng cùng với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân sẽ tiến ra sân khấu để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời. Giải sáng tạo nghệ thuật xuất sắc nhất thì bao giờ cũng phải để cho người đẹp nhất công bố. Xin nhường cho. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa thì con xin phép mở chiếc phong bì trên tay của mình ra. Rất hồi hộp thưa quý vị. Giải thưởng sáng tạo xuất sắc nhất. Và xin được mời Đoàn Thiên Ân sẽ công bố. Và Thiên Ân xin được vinh danh Gia Si Pham, giám đốc mỹ thuật phục trang và bối cảnh của phim Người Vợ Cuối Cùng. Xin được chúc mừng giám đốc mỹ thuật Gia Si Pham của phim Người Vợ Cuối Cùng. Và xin được kính mời lên sân khấu để nhận giải thưởng giải sáng tạo xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu người chiến thắng cho hạng mục giải thưởng này, giám đốc mỹ thuật phục trang và bối cảnh của phim Người Vợ Cuối Cùng, Gia Si Pham. Được mời đạo diễn Lê Hoàng cùng với hậu Đoàn Thiên Ân sẽ trao chiếc cúp màu xanh cho giải thưởng này. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Lê Hoàng và hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân và xin mời anh có vài lời chia sẻ. Kính thưa quý quan khách, cùng tất cả các anh em nghệ sĩ, quý khán giả đang coi trực tiếp trên truyền hình, thì hôm nay anh Ghi Pham ảnh bận cho nên có nhờ Huy lên nhận giùm ảnh cái giải thưởng danh giá này. Thì thay mặt anh Gia xin cảm ơn Hội đồng nghệ thuật cũng như ban tổ chức Ngôi Sao Xanh đã vinh danh anh Gia Si Pham ở hạng mục là giám đốc ở hạng mục sáng tạo xuất sắc nhất. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn anh Huy đã đại diện cho anh Gia Si Pham có những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn anh. Tiếp nối chương trình ngay sau đây, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những giải thưởng thuộc lĩnh vực điện ảnh. Có thể nói rằng đối với mỗi diễn viên, được góp một vai diễn trong thế giới điện ảnh chính là niềm tự hào. Vì vậy mà họ luôn đặt cả trái tim và tâm hồn của mình vào vai diễn để mang đến cho khán giả những thước phim chạm đến sự rung động của cảm xúc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố và trao giải thưởng cho hạng mục nam và nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được mời top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh top 3 đề cử nam diễn viên được yêu thích nhất. Đây không phải lúc thể hiện niềm vui đâu, bà đang nhìn mình đó, tạo nét làm căng lên cho người ta thấy mình có giá. Chúng ta ai rồi cũng phải trả giá cho lỗi lầm. Anh đã làm gì sai hả? Anh không sai, nhưng em mắc kẹt trong cái nhà này. Chỉ cần vượt qua lần này nữa thôi. Top 3 địa cử nữ diễn viên được yêu thích nhất. Tại chị mà con qua nó chết. Người anh mới gây nông nổi như vậy. Cuối cùng thì ba trà này cũng có một đối thủ xứng tầm. Chị em đến thế thôi. Thank you.
Lúc đặt chân vào nhà quan, em biết cuộc đời mình chấp nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức, cùng với nữ diễn viên Diễm My Chin X sẽ công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời. Diễm My và anh Lâm Chí Thiện, Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị đại biểu, các anh chị em nghệ sĩ và tất cả quý vị khách quý đang có mặt tại Ngôi Sao Xanh cũng như là các khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Và sau đây thì Diễm My và anh Thiện xin phép được công bố giải thưởng nam nữ diễn viên được yêu thích nhất hạng mục phim điện ảnh do khán giả bình chọn. Xin mời anh. Bây giờ mời Diễm My đọc đọc luôn đi hả? Dạ vâng. Diễm My xin được công bố gương mặt điện ảnh do khán giả bình chọn. Diễn viên đã giành chiến thắng, xin được chúc mừng anh Kiều Minh Tuấn. Và giải diễn viên nữ do khán giả, nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn hạng mục điện ảnh, xin được vinh danh Minh Hằng, Giai Bà, Ba Trà, phim Chị Em. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nam diễn viên Kiều Minh Tuấn cùng với nữ diễn viên Minh Hằng đã nhận được giải nam và nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được mời tiến lên vị trí danh dự trên sân khấu để chúng ta cùng nhận giải thưởng cho mừng với chiếc cúp Ngôi Sao Xanh cho hạng mục giải thưởng này. Xin được chúc mừng. Mời ông Lâm Chí Thiện cùng với nữ diễn viên Diễm My Chin X sẽ trao chiếc cúp Ngôi Sao Xanh cho nam và nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được mời hai anh chị sẽ có những lời chia sẻ. Minh Hằng muốn phát biểu trước ạ. Chắc là lần đầu tiên thì cho Minh Hằng xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả cũng như là các anh chị em đồng nghiệp. Thực sự thì ngày hôm nay Minh Hằng cảm thấy rất là hạnh phúc vì sau một thời gian tạm ở ẩn để lui về lo về cho gia đình thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên Minh Hằng quay trở lại với lại gặp gỡ rất là nhiều anh chị em và thực sự cũng rất là may mắn khi mà có thể có được chiếc cúp ngày hôm nay, coi như là một món quà rất là quý báu cho Minh Hằng. Như mọi người biết thì đối với một người diễn viên thì được làm việc đó là một cái sự vinh hạnh. Và khi mà Minh Hằng đã tạm lui về gần một năm thì mình cảm thấy là có rất là nhiều cái nỗi buồn và cảm thấy rất là day dứt. Và mình biết được là có nhiều thứ, có nhiều công việc đang chờ đợi mình ngoài kia. Và đây là một cái niềm động lực cũng như là một cái sự thúc đẩy to lớn để cho Minh Hằng trở lại với lại năm 2024. Xin cảm ơn rất là nhiều. Khi đứng đây cầm cái giải này là Tuấn rất là cảm ơn Ngôi Sao Xanh đã cho Tuấn cơ hội ở đây. Và thật sự là Tuấn rất là cảm ơn từng đồng nghiệp, từng cộng sự của Tuấn cùng với Tuấn trong năm qua đã làm việc rất là hăng say. Và đặc biệt nữa là cảm ơn quý khán giả cũng giống như là góc nhỏ của Tuấn. Tuấn yêu các bạn.
Một lần nữa xin được gọi chúc mừng hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Minh Hằng với giải thưởng nam và nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hạng mục điện ảnh bằng giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Sau đây sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh top 3 đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bố mẹ, trả lời cho tao biết. Muốn đi làm đi mà, ai cản hết được. Vợ anh bẻ bột hết rồi. Nãy hỏi tôi đi tù có gì vui á, giờ vô trải nghiệm thử coi vui không? Đi. Tại vì con mũng người làm của nhà quan, đó là từng thấy anh bước ra từ phòng riêng của bà. Top 3 đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ai cũng bỏ tôi đi tù hết hả? Không có tù, chúng tôi buồn chết cho coi. Khách hứa hôm nay toàn những người tai to mặt lớn. Nếu có sai sót gì, các người cứ chờ mà đi khổ sai đi. Ý ông là chị em tôi hỏng hóc, còn ông thì lần lặng hả? Chứ sao nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và để công bố trao giải thưởng cho hạng mục này, xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cùng với nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến sẽ tiến ra sân khấu để trao giải và công bố giải thưởng này. Lời đầu tiên cho Kim Tuyến và Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam xin gửi lời chào thân thương đến quý vị đại biểu, quý vị khán khách và quý khán giả có mặt trong đêm gala trao giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 10 ngày hôm nay ạ. Và trên tay của Kim Tuyến đó là kết quả nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho hạng mục phim điện ảnh. Em xin mời anh Tú thực hiện vinh dự này là mở phong bì ạ. Cảm ơn Kim Tuyến. Vinh dự được công bố giải thưởng Ngôi sao xanh điện ảnh và truyền hình, giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay, cúp Ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 được vinh danh nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy vai Loan Khùng, phim Cho tàn rực rỡ. Xin chúc mừng diễn viên Quốc Huy vai Kiên trong phim Người vợ cuối cùng. Xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy và diễn viên Quốc Huy đã nhận được giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Chúc mừng cho nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cùng với nam diễn viên Quốc Huy. Và ngay lẽ ngay bây giờ thì xin được mời hai anh chị sẽ có vài lời chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả. Thực sự thì khi cầm cái cúp này trong tay, Huy rất là hạnh phúc. Và hiện tại thì đang cũng rất là rung, cũng không biết nói gì hơn. Đó là xin gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Nghệ thuật và ekip đoàn phim Người vợ cuối cùng. Và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn quý vị khán giả đã luôn ủng hộ Huy trong suốt thời gian qua. Và chiếc cúp này sẽ là một dấu ấn trong cuộc đời sự nghiệp nghệ thuật của Huy, cũng như là nguồn cảm hứng để Huy tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, khi mà Thúy nhận được thư mời của Ngôi sao xanh và up lên Facebook thì có một bạn khán giả vô nói là em không cần biết chị có đoạt giải hay không, nhưng mà em phong cho chị danh hiệu là nữ nghệ sĩ ít đẹp nhất màn ảnh Việt. Dạ,
Và tôi cảm ơn những cái nhân vật đã mang đến cho tôi trong suốt hành trình vừa qua. Và cũng có nhiều bạn nhà báo hỏi Thúy là chị ơi, chị không đẹp như hoa hậu, không cao như người mẫu, vậy thì làm cách nào để chị có thể trụ được với nghề, chỉ là trụ được với nghề thơ? Thì Thúy nói là cố gắng. Ngoài cố gắng ra chị không có cái gì khác hết. Và Thúy xin cảm ơn rất là nhiều ban tổ chức giải thưởng Ngôi Sao Xanh, hội đồng nghệ thuật, cũng như quý vị khán giả, gia đình, tất cả anh chị em, bạn bè, những người đứng trước và sau màn hình đã đóng góp tất cả những cái thành quả, yêu thương và tình cảm của quý vị để Hạnh Thúy có thể đứng đây nói lời cảm ơn và cầm trên tay giải thưởng đáng quý này. Xin cảm ơn vì tất cả. Xin được một lần nữa chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy và diễn viên Quốc Huy nhận được giải thưởng nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố và trao giải thưởng cho hạng mục diễn viên chính xuất sắc nhất ở lĩnh vực điện ảnh. Và xin được mời top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử, nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Anh muốn lúc nào cũng có em ở bên cạnh. Không lẽ tụi mình cứ lén lút với nhau như vậy hoài? Mẹ, đã có hai người chết rồi. Nếu như không có cảnh sát thì người tiếp theo có thể là con hoặc là mẹ đó. Top 3 đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bao nhiêu năm qua tôi đã tự tạo niềm tin để sống, nhưng mà các người dối trá, các người phản bội. Người ta sanh con ra, người ta muốn con mình thành công, còn nó ép tôi cho nó thất bại. Vậy làm sao? Tao cho nó vào cái nhà này, tao cần nó đẻ con trai. Cái đồ vô dụng. Em không dám mơ đến hạnh phúc nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn ở hạng mục điện ảnh. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, cùng với nghệ sĩ Quyền Linh, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiến ra sân khấu để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Trước khi rất là vinh dự được công bố giải thưởng thì tôi xin được nói một câu chúc mừng giải Ngôi Sao Xanh, một cái giải thưởng và tôi rất là may mắn được gắn bó từ đầu, được đồng hành từ đầu và chứng kiến cái sự trưởng thành của giải Ngôi Sao Xanh. Một cái giải mới đầu thì là một cái ngôi sao trẻ trung, ngôi sao hy vọng, nhưng bây giờ đã trưởng thành và hôm nay thì thực sự là có một cái uy tín, và bằng vào cái sự hưởng ứng đồng nhiệt của các quý vị khán giả, những cái tràng vỗ tay và những cái tràng reo mừng, thì tôi xin chúc mừng thành công của ngôi sao xanh và mong rằng những năm tới đây thì giải Ngôi Sao Xanh sẽ tiếp tục lớn mạnh và giữ cái sự trẻ trung cũng như là vẫn là cái ngôi sao hy vọng của điện ảnh Việt Nam và truyền hình Việt Nam. Vâng, Ngô Phương Lan và Quỳ Linh xin trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay thì Quỳ Linh và chị Ngô Phương Lan sẽ công bố diễn viên nam chính xuất sắc và nữ chính xuất sắc nhất nhà phim điện ảnh. Linh mở phong bì. Mới đây mà năm nhanh quá. Năm trước Quỳ Linh với chị Thúy, chủ tịch hội ảnh thành phố đứng ở đây, đứng ở thành phố, nhà thành phố. Hôm nay được đứng với chị Ngô Phương Lan. Mời chị đọc nam, Quỳ Linh đọc nữ ạ. Lê Phớt tức là em là nữ hả? Dạ em đọc luôn. Chúc mừng vai chính trong phim điện ảnh Nhà Bà Nữ, diễn viên Lê Giang. Giải nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh giải Ngôi Sao Xanh xin được vinh danh Thuận Nguyễn, vai nhân Người Vợ Cuối Cùng. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu hai nghệ sĩ Thuận Nguyễn và Lê Giang
với giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở lĩnh vực điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Sẽ tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng vinh dự này. Xin được trân trọng kính mời hai nghệ sĩ. Xin được mời nghệ sĩ Lê Giang cùng với nghệ sĩ Thuận Hiện sẽ tiến về khu vực vinh dự trên sân khấu để chúng ta có thể nhận giải thưởng chiếc cúp ngôi sao xanh cho hạng mục giải thưởng nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Ngô Phương Lan cùng với nghệ sĩ Quyền Linh sẽ trao chiếc cúp này. Và ngay bây giờ thì xin được mời hai nghệ sĩ sẽ có những lời chia sẻ đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. À, trước tiên thì cho Lê Giang xin kính chào quý vị đại biểu, quý vị quan khách, các anh chị em nghệ sĩ. Lê Giang xin rung quá. Lê Giang xin cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật, cảm ơn giải thưởng Ngôi sao xanh đã cho Lê Giang một cái giải thưởng thật là vinh dự, một vui quá. Lê Giang thấy hạnh phúc lắm. 36 năm làm nghề, Lê Giang được cầm một cái giải như vậy, Lê Giang thấy hạnh phúc lắm. Lê Giang xin cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn tất cả những người lúc nào cũng thương yêu, quý mến Lê Giang. Lê Giang xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Lê Giang và xin được mời nghệ sĩ Thuận Nguyễn sẽ có vài lời chia sẻ. Chị run quá, chị nói không được. Đầu tiên thì Thuận Nguyễn xin được gửi lời chào đến quý đại biểu, quý vị khách quý, các cô chú anh chị đồng nghiệp cũng như là quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thuận luôn quan niệm rằng thành công thì lúc nào cũng được cộng hưởng từ rất là nhiều người. Chính vì vậy mà Thuận xin gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất, cũng như là những người bạn diễn của mình. Đã cho Thuận cơ hội để tiếp cận với vai nhân trong bộ phim Người vợ cuối cùng. Cảm ơn người thầy của mình, đó chính là cô Lê Thanh, cũng đã dạy Thuận rất là tận tình trong con đường sự nghiệp cũng như là diễn xuất của mình. Cảm ơn quý vị khán giả, những lời góp ý của mọi người đã giúp Thuận trưởng thành hơn, giúp cho Thuận hoàn thiện bản thân mình hơn trên hành trình làm nghề của mình. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Một lần xin được chúc mừng cho nghệ sĩ Lê Giang cùng với nghệ sĩ Thu Nguyễn và xin được mời hai anh chị trở về vị trí người của mình để tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay anh Quân đang có mặt ở hàng ghế danh dự của tất cả quý vị khán giả có mặt tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và một lần nữa xin được chia sẻ những cảm xúc với các nghệ sĩ đã được giải thưởng của đêm hôm nay và xin được mời quý vị cùng một lần nữa gặp gỡ với nghệ sĩ Trường Giang ạ. Chắc chắn là từ đầu chương trình đến giờ thì anh có rất là nhiều những cảm xúc rất là xúc động trong cái giải thưởng Ngôi sao xanh lần thứ 10 này và đặc biệt là anh đã cùng ekip của mình nhận được hai giải thưởng của Web Drama đúng không ạ? Cú đúp ngay từ đầu chương trình ngày hôm nay, xin anh hãy chia sẻ cảm xúc của mình một lần nữa với tất cả quý vị khán giả được không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý vị, là cái lúc mà em khởi động cái dự án Chủ tịch Giao hàng thì nó có tên gọi là món quà nhỏ, đó là món quà mà em muốn tặng cho khán giả của em, những người ở tỉnh xa không thể nào lên Thành phố Hồ Chí Minh để xem những cái phim ở trong rạp của em, hoặc là những tỉnh mà ở những vùng sâu không có cái rạp chiếu phim á. Thì trước đó em chưa có đóng một cái phim nào trên kênh của em cả, thì em muốn một món quà nhỏ để gửi tặng cho khán giả của em. Và em dành thời gian cho cái việc làm kịch bản hết 6-7 tháng và sau đó em ghi hình, thì cũng được may mắn là được suôn sẻ và được khán giả yêu thương. Mình cũng không nghĩ là được hai giải như vậy, mà cuối cùng cũng được quý vị yêu thương. Vậy đó là một cái thành công lớn nhất của em rồi. Và sắp tới em cũng sẽ làm nhiều cái dự án khác để tặng cho quý vị nữa. Cảm ơn nghệ sĩ Trường Giang rất nhiều và hy vọng rằng năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ được đón nhận thêm những sản phẩm nghệ thuật và đặc biệt là những bộ phim web drama của nghệ sĩ Trường Giang. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiếp theo với một đạo diễn cũng có những cái bộ phim cũng đã được vinh danh trong ngày hôm nay với thể loại web drama, đó chính là đạo diễn Nicole, là đạo diễn của Thạch Xanh Lý Thanh.
Và thưa quý vị, là trong bộ phim drama này thì cũng có rất là nhiều những nghệ sĩ đã được lọt vào top 3 đề cử tham gia, và có những nghệ sĩ gạo cội, thí dụ như là Ngọc Thanh Tâm cũng đã giành được những hai giải thưởng trong buổi tối ngày hôm nay, và nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cũng đã tham gia với drama của Nicole. Và bạn là một đạo diễn trẻ, thì bạn có chia sẻ điều gì, cảm xúc của mình khi mà bắt tay cùng ekip của mình thực hiện drama, cũng như là bạn có được một cái điều hy vọng gì cho drama trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2024 không ạ? Dạ, SFF chào mọi người. Dạ, thì để hôm nay được hai cái giải thưởng ở đây thì là một sự may mắn đối với ekip cũng như là đối với Ngọc Thanh Tâm cũng như với em. Thì những gì mà em mong cho webdrama đó là em mong có nhiều cái sự đầu tư hơn và có nhiều cái sân chơi hơn, có nhiều cái giải thưởng hơn giống như vậy, để cái phim webdrama ngày càng có thêm cái nơi để phát triển, có thể ngang ngửa với lại phim truyền hình hay là phim điện ảnh. Dạ, bởi vì webdrama ngày nay cũng đã được đầu tư, không có thua gì điện ảnh hay là truyền hình hết. Dạ. Và bạn có thể bật mí thêm với quý vị khán giả là trong năm mới 2024 thì bạn có một cái dự án nào tiếp theo, hoặc là có một cái dự định nào hợp tác với những cái nghệ sĩ của chúng ta không ạ? Dạ thì tiếp nối cái sự thành công của Thà Xanh Lý Thanh thì tụi em đang dự kiến là sẽ làm tiếp phần 2 của cái phim này. Có gì thú vị sẽ được bật mí với khán giả ngay vào giờ phút này không ạ? Tụi em, cái tiêu chí tụi em là luôn cái phim sau nó phải hay hơn và phải hoành tráng hơn phim trước. Thì tụi em sẽ cố gắng mời những cái nhân vật mà mọi người sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ xuất hiện trên phim. Yeah, tức là những nhân vật đã xuất hiện thì sẽ đảm bảo là bất ngờ cho tất cả mọi người. Và con muốn được hỏi bạn thêm một chút xíu nữa là làm phim drama như vậy với ekip của mình như vậy thì bạn có gặp cái khó khăn hay thử thách nào trong quá trình làm phim hay không ạ? Thật ra thì drama cũng giống như điện ảnh hay là truyền hình, thì cái khó khăn nó vẫn là cái kinh phí thôi. Dạ, ví dụ như điện ảnh thì có thể lấy được kinh phí từ bán vé, còn drama thì là gần như là không. Thì cho nên cái bài toán giữa làm sao cái phim vẫn phải hay, vẫn phải đẹp mà vẫn phải tối ưu được kinh phí, đó vẫn là cái bài toán khó khăn nhất. Cảm ơn Nicole rất nhiều, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có thêm những bộ phim drama được khán giả, đông đảo khán giả đón nhận và chào đón trong thời gian tới, năm 2024 cũng như trong các năm tiếp theo, để chúng ta sẽ làm phong phú thêm đời sống tinh thần giải trí của quý vị khán giả ở khắp mọi nơi. Xin được cảm ơn Nicole rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng. Và thưa quý vị, chính những thước phim đó đã giúp cho những diễn viên có thể trở thành những ngôi sao tỏa sáng và được đông đảo khán giả yêu mến. Mặc dù trên con đường họ đi không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, nhưng mà trên hết đó chính là niềm đam mê, lòng yêu nghề cũng như là sự nỗ lực cống hiến hết sức mình cho nghệ thuật. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca khúc được mang tên Đại Minh Tinh, và chúng ta sẽ cùng chào đón ra sân khấu nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Yeah.
sắp vai không hay rồi, nhưng sao chẳng thế, sống hay cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh, đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Chịu thấu hiểu cho em một lần sao anh không? Chịu ngồi lắng nghe em một lần sao anh không? Bảo vệ em khỏi sóng gió mà tặng thêm nhiều gian khó. Có lúc thấy em như vô hình, đứng giữa cuộc tình chúng mình. Nếu mắt cứ rơi trong vô tình, em thua mình một vai chính. Vì anh đâu cần em đúng không anh? Người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thế, sống hay cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh, đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì một chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Xin được cảm ơn Văn Mai Hương cùng ban nhạc giao hưởng với Đại Minh Tinh. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhân tố không thể thiếu góp phần to lớn tạo nên những thước phim ánh vàng đó là những đạo diễn tài năng, những người đã cùng ekip của mình cho ra đời những tác phẩm điện ảnh và truyền hình xuất sắc được giới chuyên môn và khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục điện ảnh và truyền hình do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin mời quý vị cùng đến với top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử, đạo diễn xuất sắc nhất. Mấy dịp được như vậy? Cái gì? Bà con ta than phiền quá trời. Biết rồi, để nói nhỏ. Chứ con Linh mà thoát tội thì còn gì là luật pháp? Hạng mục truyền hình, top 3 đề cử, đạo diễn xuất sắc nhất. Kiều Lan ơi, có ai không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục điện ảnh và truyền hình do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn.
Thưa quý vị, để trao giải cũng như công bố cho hạng mục giải thưởng này, xin được trân trọng kính mời nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Đào Bá Sơn sẽ lên sân khấu để công bố và trao giải. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị, trước hết cho tôi xin thay mặt đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn cùng chúc mừng cho lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10. Chúc Ngôi Sao Xanh lần thứ 20 thành công và nhiều năm nữa tiếp tục thành công. Và bây giờ thì xin nhường lời để đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn đọc kết quả, vì giọng của nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn hay hơn. Kính thưa quý vị, tôi xin được công bố và vinh danh gương mặt điện ảnh truyền hình giải đạo diễn xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn trong hạng mục phim truyền hình nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nhâm Minh Hiền, phim Chị Em Khác Mẹ. Và tiếp theo, cho tôi xin trân trọng công bố giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay, cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Xin được vinh danh đạo diễn. Đố quý vị đạo diễn nào ạ? Và xin chúc mừng đạo diễn Trấn Thành, phim Nhà Bà Nữ. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng với đạo diễn Trấn Thành cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đạo diễn xuất sắc nhất lĩnh vực điện ảnh là đạo diễn Trấn Thành, và đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục truyền hình là đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Xin được chúc mừng. Bây giờ thì xin được trân trọng kính mời hai vị đạo diễn sẽ có vài lời chia sẻ đến với tất cả quý vị. Hồi học quá. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quan khách, kính thưa tất cả các anh em đồng nghiệp, thưa các anh em nghệ sĩ, các bạn diễn viên và quý vị khán giả đang xem truyền hình. Thật sự thì Nhâm Minh Hiền đã chờ đợi cầm trên tay cái cúp này đã nhiều năm. Năm nào cũng có phim được đề cử và năm nào cũng có diễn viên của mình cùng lăn lộn trên phim trường của mình được giải thưởng. Nhưng mà được một giải cá nhân thì rõ ràng là đã 10 năm rồi, 10 năm rồi mới được cầm được chiếc cúp này. Xin cảm ơn giải Ngôi Sao Xanh rất là nhiều. Và để được thành quả ngày hôm nay thì thật sự là điều đầu tiên cảm ơn MTV Picture đã tin tưởng giao cho Nhâm Minh Hiền đạo diễn phim Chị Em Khác Mẹ. Và cảm ơn chị Hai Huyền luôn là động viên, chia sẻ khi quá trình làm phim, một bộ phim xưa rất là khó, trong điều kiện kinh phí không phải là lúc nào cũng rộng rãi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể ekip, anh chị em đã lăn lộn với phim trường cùng với Nhâm Minh Hiền thức ngày thức đêm dàn dựng cảnh quay, và có những gian khổ trải qua, và có cả mồ hôi và cả nước mắt, và có những cái tai nạn đã xảy ra trong lúc làm phim quay trên sông nước. Thì một lần nữa Minh Hiền tri ân và cảm ơn tất cả anh em ekip đã sống chết gian khổ cùng mình và cùng các diễn viên thực hiện ra bộ phim Chị Em Khác Mẹ với một phong cách mới. Xin cảm ơn gia đình đang xem trên TV ở một nơi rất là xa, cách mình vài trăm km, là
luôn hy sinh, tạo điều kiện Nhâm Hiền để làm việc, bởi vì làm đạo diễn là xa nhà, là không chăm sóc được cho gia đình, chăm sóc được cho mẹ, chăm sóc được cho vợ con, thì mong gia đình thương yêu và động viên tiếp, tin tưởng Nhâm Hiền đi trên con đường này. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, chúc mừng anh. Kính thưa quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp và quý vị khán giả thân yêu, hôm nay Trấn Thành đứng đây nhận cái giải thưởng này với đề cử là hai người tiền bối, anh Victor Vũ và anh Bùi Thạc Truyền. Thì thú thật là Trấn Thành cũng chỉ là một con tép thôi. Thì Thành nói thật rằng là Thành nghĩ đây là một cái giải thưởng mà rất là cảm ơn hội đồng nghệ thuật, các anh chị cô chú đã thương Thành. Thành nghĩ đây là giống như kiểu là ủng hộ, khích lệ cho tụi trẻ nó làm tiếp. Chứ Thành nghĩ là còn rất là nhiều điều mà Trấn Thành phải học hỏi từ nghề, từ anh Bùi Thạc Chuyên và anh Victor Vũ. Em chỉ là một tân binh và đây cũng chỉ là phim điện ảnh thứ hai của Trấn Thành. Hy vọng là giải thưởng này sẽ là nguồn động lực rất lớn để cho em tiếp tục có thể làm nghề thật tốt, để cống hiến đến quý vị những bộ phim hay hơn. Và quý vị hãy cho Trấn Thành cơ hội để làm điều đó bằng cách là mùng 1 Tết này hãy đi coi phim Mai của Trấn Thành ở rạp quý vị nhé. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn nha. Chúc mừng thuật. Giải thưởng Ngôi Sao Xanh 10 năm thành công. Chúc mừng giải thưởng Ngôi Sao Xanh 10 năm. Xin cảm ơn hội đồng mỹ thuật. Cảm ơn quý thầy cô và cảm ơn tất cả các cô chú anh chị, nghệ sĩ dân, nghệ sĩ tú trong hội đồng mỹ thuật đã cho chúng tôi cơ hội được cầm chiếc cúp danh giá trên tay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người. Xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng với đạo diễn Trấn Thành. Thưa quý vị, và tức ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hai giải thưởng phim web drama hay nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn và phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Sau đây sẽ là top 3 đề cử. Hạng mục web drama top 3 đề cử phim web drama hay nhất. Cô ơi, cần một thằng đàn ông chứ không cần một thằng nhóc. Cứ tưởng là có chút tiến bộ, thằng nào mới chịu lớn hả? Mười bảy triệu của tôi. Mình sống không có tệ, mình sống đúng với số phận của mình thôi. Không phải lúc nào tiền cũng có thể mua được tất cả mọi thứ đâu con. Ba xin lỗi. Hạng mục web drama top 3 đề cử phim web drama được yêu thích nhất. Giới thiệu với mọi người, tôi là Bạch Hải Đường chủ tịch. Cái gì ăn cướp hả? Nhờ có bố già lập ra thỏa hiệp không xâm phạm quyền lợi của hai bên. Sở dĩ Di Ca tranh giành, Di Ca đấu đá, tất cả cũng chỉ vì quyền lợi của chợ mới. Đâu rồi chị mới thấy một bạn trẻ có cái đầu nhảy số nhanh như em vậy đó. Tiền trao rồi đó, đà lẹ nha. Sau này mà có ví dụ gì á, đừng có quên anh nha. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng phim web drama hay nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn và phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cùng với diễn viên Puka sẽ lên sân khấu để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin trân trọng kính mời. Lời nói đầu tiên cho em Puka và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ xin gửi lời chào đến quý đại biểu, quý vị khán giả và các anh chị em, cô chú, nghệ sĩ có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Dạ, không để mất thời gian của mọi người, và em xin phép mở bao thư ra và công bố luôn ạ. Dạ, em hơi mất thời gian, anh giúp em. Dạ, và thưa quý vị, chúng ta cùng hồi hộp chờ đợi xem phim web drama hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn và web drama yêu thích nhất do khán giả bình chọn sẽ thuộc về các bộ phim nào trong phần top 3 đề cử mà chúng ta đã vừa thấy. Dạ,
Dạ, em xin công bố giải thưởng gương mặt điện ảnh truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 năm 2023 xin được vinh danh phim Thật Xanh Lý Thông đã giành chiến thắng web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn ạ. Gương mặt điện ảnh của truyền hình hôm nay cúp ngôi sao xanh lần thứ 10 2023 xin được vinh danh phim Chủ tịch Giao hàng kênh Trường Giang. Xin được chúc mừng mời lên sân khấu đại diện của hai bộ phim web drama Chủ tịch Giao hàng và Thật Xanh Lý Thanh sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. Vâng, thưa quý vị, Chủ tịch Giao hàng, phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, và Thạch Xanh Lý Thanh, phim web drama yếu duy nhất do khán giả bình chọn. Và xin được mời đại diện của hai phim web drama này là nghệ sĩ Trường Giang và nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm một lần nữa tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng cho hạng mục phim web drama được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim web drama hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Cùng với đạo diễn Nicole, xin được chào đón ba nghệ sĩ của chúng ta bước lên sân khấu. Và xin được mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cùng với diễn viên Puka sẽ trao chiếc cúp ngôi sao xanh danh giá này đến cho đại diện của hai phim web drama. Được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cùng với diễn viên Vuka. Và có lẽ ngay lúc này xin được mời đại diện của hai phim chúng ta sẽ có vài lời phát biểu ạ. Thưa quý vị, chúng ta vỗ tay cho Nicole là đạo diễn phim Thạch Xanh Lý Thanh ạ. Dạ, xin kính chào quý vị đại biểu, xin kính chào tất cả các vị đang có mặt tại đây. Đây là lần thứ hai em phim của em được giải ngôi sao xanh, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được cầm cúp và được đứng trên đây nhận cúp. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả ekip, xin cảm ơn tới Tâm và xin cảm ơn với tất cả khán giả đã ủng hộ để hôm nay em với Tâm có cơ hội đứng đây để cầm tới cái cúp danh dự này. Em xin cảm ơn mọi người. Dạ, xin mời anh Trường Giang ạ. Dạ, thưa quý vị thân mến, không có nghĩ là buổi tối hôm nay được lên sân khấu lần thứ ba và rất là vui, bởi vì đây là món quà nhỏ, mục đích ban đầu là làm tặng cho các bạn yêu thương Trường Giang, mà không ngờ được trao tặng lại nhiều món quà to hơn cả ngàn lần như vậy. Thật không ngờ điều đó đã xảy ra. Đúng là cuộc đời này làm cái gì tốt được trả ngàn lần tốt hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều vì sự yêu thương. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you everyone. Một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bộ phim web drama hay nhất và web drama được yêu thích nhất. Chị cho em nói câu nữa. Thưa quý vị, là em cũng xin cảm ơn một đối tác mà gọi là yêu thương em từ lúc em mới bước chân vào cái con đường mà lập nghiệp đó, là bên Bob's, là support em từ ngày đầu luôn, cái thời mà chưa ai biết em luôn. Cho em nói thêm câu nữa là Nhà hát Hòa Bình là một cái nơi kỷ niệm của em, kỷ niệm khủng khiếp. Cách đây 10 năm về trước thì quý vị đã biết rồi, là có rất là nhiều chương trình của Nụ Cười Mới tổ chức ở đây, cùng với anh Hoài Linh, anh Chí Tài, và live show của anh Linh cũng ở đây, live show anh Tài cũng ở đây, và live show em cũng ở đây. Và hôm nay trở lại thì rất là bồi hồi, và đây cũng là một cái kỷ niệm 10 năm của Ngôi Sao Xanh, cũng là 10 năm em trở lại với sân khấu Hòa Bình và có ba chiếc cúp từ tình yêu thương của quý vị. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn tất cả những gì quý vị đã cho Trường Giang. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị. Quý vị và các bạn thân mến, phim truyền hình Việt Nam luôn là được xem là người bạn tinh thần to lớn đồng hành cùng mỗi gia đình Việt, vì đã phản ánh rất chân thực và rõ nét những câu chuyện của hiện thực đời sống, tạo sự gần gũi với khán giả và mang hơi thở của nhịp sống hiện đại. Và tiếp tục xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với hai giải thưởng phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim truyền hình hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin được mời top 3 đề cử. Hạng mục truyền hình top 3 đề cử phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất.
Sự cô xin lỗi là nó chứ không phải là tôi. Cô nhìn đi, tôi đang nhìn cô đó. Hạng mục truyền hình top 3 điện tử phim truyền hình Việt Nam hay nhất. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm đó bé ba. Chúng ta luôn là một gia đình mà, đúng không? Tất cả nghiêm. Nếu nói về mưu mô thì những thằng khốn kiếp như mày còn lâu mới qua được tao. Bà yêu các con nhiều lắm. Quý vị và các bạn vừa đến với những đề cử cho giải thưởng phim truyền hình Việt Nam hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn và phim truyền hình Việt Nam yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Thưa quý vị, và để công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này, xin được trân trọng kính mời ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức giải thưởng, cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương sẽ tiến ra sân khấu để đến với phần công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Chí Thiện và nghệ sĩ nhân dân Kim Cương xin được chào tất cả các bạn và quý vị. Hôm nay thì mình thì lại khàn giọng, mà cô nghệ sĩ nhân dân Kim Cương thì lại mất giọng. Thành ra tất cả mọi người sẽ cố gắng lắng nghe mình chút ha. Dạ, kính thưa quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Đi xa sân khấu lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn được anh Thiện chiếu cố, có những cái giải gì dẫn tôi tới để trao, để chứng kiến những giờ phút hạnh phúc của các em. Thật sự tôi cũng được lên đây đi với anh Thiện vài lần rồi, nhưng mà không hiểu sao mỗi lần đứng sau cánh gà để chờ ra và chúc mừng các em, tự nhiên tôi hồi hộp, và tôi hồi hộp như là chính tôi ra tôi được lãnh giải vậy đó. Nhưng mà bữa nay thật sự là cũng rất là hạnh phúc và được gặp một chương trình lớn và gì kỹ lưỡng, và ban tổ chức là tôi không ngờ được là có được coi một cái chương trình mà hay như vậy. Nhưng xin phép sẵn đây nhờ anh Thiện tuyên bố dùm cả hai giải dùm tôi. Thiện xin phép được mở ra cái phong bì. Ở đây thì có hai giải, thành ra là Thiện xin được đọc một giải, nhờ cô Kim Cương đọc một giải. Cái phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, hạng mục truyền hình phim Trên Cả Tình Thân, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình CAP Sài Gòn Tourist SCTV. Chúc mừng. Phim truyền hình hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn, hạng mục truyền hình phim Chị Em Khác Mẹ do công ty MT Pictures. Xin chúc mừng. Xin được chúc mừng và xin được mời đại diện hai đoàn phim Trên Cả Tình Thân và Chị Em Khác Mẹ lên sân khấu nhận giải thưởng cho phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim truyền hình Việt Nam hay nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Xin được mời đại diện của hai bộ phim này sẽ tiến lên khu vực vị trí danh dự trên sân khấu để nhận chiếc cúp ngôi sao xanh.
Xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cùng với ông Lâm Chí Thiện. Và ngay bây giờ xin được mời đại diện của hai bộ phim sẽ có vài lời chia sẻ. Dạ, em xin đại diện hãng M&T Pictures. Trước tiên xin cảm ơn ban tổ chức, các anh chị trong hội đồng nghệ thuật đã trao cho M&T Pictures cái danh hiệu cao quý này. Và đặc biệt cảm ơn quý khán giả đã luôn đồng hành và yêu thương các sản phẩm phim của M&T Pictures 17 năm qua. Đây là một cái nguồn động lực rất lớn để mà chúng tôi có thể tiếp tục hàng năm cho ra những sản phẩm chất lượng hơn để phục vụ quý khán giả. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Giải thưởng này là niềm vinh dự cho chúng tôi, là sự động viên và khích lệ cho tôi cùng các cộng sự. Xin gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn hội đồng nghệ thuật. Xin cảm ơn các cô chú, anh chị em diễn viên đã thể hiện tốt vai diễn của mình để bộ phim Trên Cả Tình Thân được hoàn thiện. Xin cảm ơn biên kịch và những người cộng sự của tôi. Xin cảm ơn đài truyền hình cáp SCTV, đơn vị sản xuất DOB đã luôn tin tưởng tôi cùng các cộng sự. Xin cảm ơn những người thân thương đã luôn ủng hộ và động viên chúng tôi. Xin trân trọng và xin cảm ơn tất cả. Xin được một lần nữa chúc mừng ekip làm phim Trên Cả Tình Thân và chị em khác mẹ đã nhận được giải thưởng phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và phim truyền hình Việt Nam hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn Cúp Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023. Kính thưa quý vị thân mến, và lúc này ở trong phần đầu của chương trình thì chúng ta có một hạng mục giải thưởng, đó là giải thưởng phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất. Thì vì một vài lý do khách quan mà đại diện của đoàn làm phim chưa kịp có mặt ở đây để nhận giải thưởng danh giá này, thì ngay bây giờ chúng tôi xin được mời lên sân khấu đại diện của đoàn làm phim Mộng Hồ Điệp, Tusa Would Love sẽ lên nhận giải. Và xin được mời lên sân khấu đại diện của phim Thanabat và diễn viên Jam Ratata sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng này. So right now, we'd like to invite to the state representative of the movie Tusa Would Love and representative Phim Thanabat and the actor Jam Ratata to the state to receive this award. Và cũng xin được trân trọng kính mời quay trở lại sân khấu một lần nữa. Khó rin chân cùng Jam Ratata là cùng Phim Thanabat cứ nuôi thầy lắp đăng hoàn đuôi hả? Và xin được trân trọng kính mời ra sân khấu một lần nữa ông Lâm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, trưởng ban tổ chức giải thưởng sẽ trao giải thưởng cho đại diện của bộ phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất, bộ phim Mộng Hồ Điệp, Tusa Would Love. Xin được trân trọng cảm ơn ông Lâm Chí Thiện. So right now, please share a few words to the audience. เชิญคุณแจมและคุณฟิล์มแสดงความรู้สึกตอนนี้นะคะก็รางวัลนี้นะครับก็ขอขอบคุณแทนทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนรวมถึงนักแสดงทุกๆคนที่ไม่ได้มารับรางวัลในงานวันนี้นะครับเพราะว่าผลงานเรื่องนี้จะไม่ได้รางวัลนี้เลยถ้าขาดทีมงานคนอื่นๆรวมถึงนักแสดงคนอื่นๆไปด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนละครคุณชายนะครับขอบคุณครับ Lời đầu tiên xin được cảm ơn đến tất cả các anh chị trong đoàn phim, kể cả anh chị và tất cả các diễn viên đã cùng nhau nỗ lực để được giải ngày hôm nay, và đặc biệt là cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn fan đã luôn ủng hộ và theo dõi tụi mình. So once again, congratulations and thank you so much, and please back to your seat to keep continuing our program. Thank you. Thank you. ขอบคุณนะครับสวัสดีครับให้พูดนิดหน่อยใช่ไหมได้ฮะก็อย่างที่พี่ฟิล์มบอกเลยครับพวกเราก็เป็นตัวแทนของละครทีมงานละครเรื่องคุณชายนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ชอบละครของพวกเรานะครับถ้ามีโอกาสยังไงก็ขอให้ติดตามละครของพวกเราอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับเลยเด้อ
Xin lời gửi lời cảm ơn đến tất cả ekip trong chị trong đoàn phim và lời cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình ạ. So once again, thank you so much. Học cùng Ma ha. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ sẽ là giải thưởng cuối cùng và cũng là giải thưởng đặc biệt nhất trong đêm nay để khép lại hành trình của mùa giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023, cũng như chặng đường 10 năm Ngôi Sao Xanh thật huy hoàng và rực rỡ, nhằm tôn vinh sự đóng góp và cống hiến của những cá nhân và tập thể đã nỗ lực làm việc hết mình vì nền nghệ thuật nước nhà. Thưa quý vị, và đó chính là giải thưởng phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin mời quý vị cùng đến với top 3 đề cử. Hạng mục điện ảnh, top 3 đề cử, phim điện ảnh hay nhất. Tại sao mày để đàn ông ở trong phòng? Chồng là mày chọn, khổ là mày chịu đi. Mày vô gia đình tao, mày hại gia đình tao hả? Con kia, mày lén lén lút lút làm cái gì thế? Là bậc anh minh như thế nào mà lại bị một con thiếp mọn qua mặt? Quý vị và các bạn vừa theo dõi những đề cử của giải thưởng phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời tiến ra sân khấu nhà báo Đinh Trọng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cùng với Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 sẽ công bố và trao giải thưởng cho hạng mục này. Xin được trân trọng kính mời. Cho phép Mai Phương được thay mặt cho nhà báo Đinh Trọng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh, chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật, xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 ngày hôm nay. Và trong tay Mai Phương là kết quả của hạng mục phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Và con xin mời chú sẽ nay chú Hàn Tiếng nên cháu công bố đi. Mai Phương xin được phép vinh danh bộ phim Nhà Bà Nữ. Xin chúc mừng và mời lên sân khấu đại diện của phim Nhà Bà Nữ đã xuất sắc nhận được giải thưởng Cúp Ngôi Sao Xanh phim điện ảnh hay nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Xin được mời tiến lên sân khấu đại diện của phim Nhà Bà Nữ. Cảm ơn nhà báo Đinh Trọng Tuấn cùng với Hoa hậu Mai Phương. Và bây giờ tôi xin được mời đạo diễn của bộ phim, đạo diễn Trấn Thành sẽ có vài lời chia sẻ. Rồi, nữ diễn viên chính trẻ tuổi xinh đẹp muốn phát biểu không? Lại thêm một lần nữa thì Lê Giang cũng xin cảm ơn ban tổ chức, Hội đồng Nghệ thuật. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã thương yêu Nhà Bà Nữ và bầu chọn cho phim Nhà Bà Nữ. Lê Giang không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Trấn Thành không biết nói gì hơn là có thể Nhà Bà Nữ là một cái cột mốc rất là quan trọng trong sự nghiệp của mình, bởi vì đã giúp cho Trấn Thành có những thành tích mà bản thân mình cũng không ngờ đến. Rất là cảm ơn khán giả đã dành rất nhiều tình yêu thương cho Nhà Bà Nữ. Và rất cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật lại một lần nữa. Chắc là cũng muốn khuyến khích Trấn Thành làm tốt hơn. Thành không dám nhận mình là bộ phim xuất sắc nhất. Nhưng có thể đây là bộ phim trong lúc này được mọi người yêu thích.
thì một lần nữa Thành xin được cảm ơn rất là nhiều vì tất cả những gì mà Hội đồng Nghệ thuật đã dành cho Trấn Thành, và xin được gửi lời sự kính trọng của Trấn Thành đến cho hai người anh, bởi vì production của các anh rất là nhiều điều mà Trấn Thành phải học hỏi, đó là anh Victor Vũ và anh Bùi Thạc Chuyên với Người Vợ Cuối Cùng và Trao Tặng Rực Rỡ. Thành cũng xin được chúc mừng hai anh, bởi vì hai anh làm hai bộ phim rất là chất lượng, và xin cho phép Trấn Thành tiếp tục được công hiến. Thành sẽ cố gắng thật nhiều. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa xin được chúc mừng cho bộ phim Nhà Bà Nữ. Xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên. Cho chị nói một câu được không? Dạ. Lê Giang cũng xin cảm ơn đạo diễn Trấn Thành đã cho Lê Giang một bà nữ. Mà đi tới đâu thì ai cũng gọi là bà nữ Lê Giang. Lê Giang rất là cảm ơn và rất là... Cảm ơn chị. Nhưng mà chị Lê Giang xứng đáng mà quý vị, đúng không? Quý vị xem phim, quý vị có yêu Lê Giang không? Để cho chị Lê Giang một tràng pháo tay to hơn được không ạ? Một lần nữa cảm ơn Ngôi Sao Xanh rất nhiều. I love you. Một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Trấn Thành cùng với diễn viên Lê Giang. Quý vị và các bạn thân mến, lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 năm 2023 với chủ đề Những Thước Phim Ánh Vàng xin được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được một lần nữa chúc mừng tất cả những văn nghệ sĩ đã đoạt giải và được vinh danh trong mùa giải năm nay. Mong rằng những ai đang hoạt động nghệ thuật nói chung cũng như lĩnh vực điện ảnh truyền hình nói riêng, chúng ta sẽ luôn nỗ lực để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị đích thực, hướng đến chân thiện mỹ để phát triển nghệ thuật nước nhà vươn tầm quốc tế. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý anh chị em văn nghệ sĩ, các quý đối tác, nhà tài trợ, các phóng viên cùng đông đảo quý vị khán giả đã đến tham dự và chia sẻ những cảm xúc thật đáng nhớ trong cột mốc 10 năm của giải thưởng Ngôi Sao Xanh. Và xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, kính chúc quý vị và gia đình chúng ta sẽ cùng chào đón một năm mới 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và an khang thịnh vượng. Còn bây giờ Thanh Giang cùng với anh Quân xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.